MC Thanh Sâu Audio truyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe chọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện. Sinh mệnh tinh bàn tập 12. Gian phòng cửa nhỏ đẩy ra một khắc kia, tần liệt người được một cổ mùi thuốc nồng nặc vị, trước cửa một cái qua tuổi bán bách lão giả, mặc một bộ giản dị tự nhiên áo xanh đi tới đầy người mùi thuốc cùng dược liệu vị đảo, cho thấy lão giả cũng là một cái thâm ảm thuật luyện đan tu sĩ. Này lão giả lông mày chán rộng triển, tiên phong đạo cốt, đủ tấn chỗ, sợi tóc có một ít tuyết trắng, một thanh sơn dương hồ sửa chữa thập phần chỉnh tề, trắng đen xen kẽ, có khác ý vị. Lão giả vác lấy tay đi tới, trong thần sắc cất nhàn nhạt lo ngại, đến trong phòng, một đôi chim ưng vậy con mắt tiếp cận tần liệt. Trên dưới hơi đánh giá, lão giả nhìn về phía lão đầu hỏi chính là hắn sao lão đầu khúm núm hồi quản sự chính chỗ này vì tiểu tiên sinh được mấy người các ngươi đi ra ngoài đi khép cửa lại không có ta mệnh lệnh không nên vào đến lão giả hạ lệnh lão đầu bày ra tay hai cái nha hoàn khé khom người cùng lão đầu nối đuôi nhau ra cửa phòng đóng ký lão giả dẫn theo kéo mà trường sam ngồi ở tần liệt đối diện hợp chỉ thi lễ nói lão hủ trương chi đồng chính là phòng đấu giá quản sự xin hỏi tiểu tiên sinh tôn tính đại danh tần liệt hiện tại tướng mạo là liệt phong thật hắn cũng muốn qua đổi lại thân phận đi vào đáng tiếc mấy ngày trước đây đem linh lung dịch cốt quyết luyện đến tiểu thành thời điểm bởi vì dịch dung sau biến hóa trở về chính là mình lúc đầu tướng mạo nhất định phải ở hai canh giờ sau mới có thể thi triển lần thứ hai sở dĩ hắn không thấy đổi lại đừng dung mạo tần liệt cũng muốn ngược lại liệt phong cái này mặt giả hiệu đã tại thượng nguyên cổ thành truyền ra nhận cho hắn không ít người cũng không ở ư nhiều mấy cái vì vậy tần liệt đáp tại hạ họ liệt, tên một chữ một cái phong tử. Phòng đấu giá đối tới trước gửi bán bảo vật quý khách từ trước đến nay không có nhiều hơn thăm dò, lại thêm hắn nói muốn xuất ra trung phẩm quy chân đan, lão giả cũng không có nghiệm qua hàng, Trương Chi Đồng không thấy tiếp tục đi xuống hỏi. Một mạch tiếp xúc chính đề, Trương Chi Đồng nói, nghe nói tiểu tiên sinh chuẩn bị bán ra trung phẩm quy chân đan, đan dược có thể mang ở trên người. Tự nhiên, Tần Liệt mỉm cười đưa tay đến túi chữ vật phía trên, lấy ra trung phẩm quy chân đan. Trung phẩm đan dược thanh vân đan khí hơn xa linh hoàng đan khí không chỉ gấp mấy lần, tràn đầy dược hương nồng nặc tràn ngập ra, khiến cho Trương Chi Đồng con ngươi mở rộng. Tần Liệt đem trung phẩm quy chân đan chuyển cho Trương Chi Đồng, sau đó ngồi uống trà, cười không nói. Lúc này, Trương Chi Đồng khí sắc đã biến phải khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cầm đan dược phóng ở trước mắt khoảng cách gần quan sát, nguyên thần tinh thần lực đi kèm linh lực chân nguyên đem đan dược chặt chẽ cái bọc, Linh lực chân nguyên nở rộ bạch quang phảng phất thánh thủy tẩy linh đan, một lần một lần chuyến qua, sau một hồi lâu, Trương Chi đồng mày nhíu lại một cái, mới đem nguyên thần tinh thần lực và linh lực chân nguyên thu hồi lại. Lại lần nữa nhìn về phía Tần Liệt thời điểm, Trương Chi đồng trong thần sắc hiện lên một ngưng trọng. Tay hắn nâng trung phẩm Quy chân đan, ngữ khí âm u hỏi: "Liệt tiên sinh, lão phu có thể hỏi một câu viên thuốc này lai lịch sao?" Tần Liệt ngế hắn một cái, không phải nói Quý hành cũng không thăm dò món đồ đấu giá xuất xử sao. Trương Chi Đồng nhất thời nghẹn lời, gật đầu nói, là lão phu thất lễ, lão phu kia có thể hay không hỏi một chút, như vậy bảo đan, tiểu tiên sinh vì sao phải bán ra. Trương Chi Đồng lúc đi vào sau cũng không có dùng nguyên thần tinh thần lực kiểm tra tần liệt tu vi, dù sao cái loại này hành vi tột cùng vô lễ, bất quá hắn cũng phạm một sai lầm đó chính là trông mặt mà bắt hình rong, hắn đến hiện tại không đem tần liệt coi như một cái cùng hắn quy chân kỳ cao thủ tần liệt trong lòng nhưng, cao thâm khó lường nói, trương quản sự nghĩ sao. Hắn vừa nói, cả người khí thế vừa để xuống, một cổ tinh thuần mà vừa dày vừa nặng linh lực chân nguyên hóa thành vô hình khí lưu cuốn về phía trương chi đồng. Trong sát na, trương chi đồng cảm giác được tựa như là núi uy thế lăng không hạ xuống, trực bước hắn không thở nổi. Quy chân kỳ, trương chi đồng không gì sánh được ngoài ý muốn trận to hai mắt, cặp kia phảng phất chim ưng vậy con mắt, chết nhìn chòng chọc tận liệt không tha lúc này tần liệt nhanh chóng thu hồi bản thân khí thế trương tri đồng chỉ cảm thấy phải cả người buông lỏng cái chán mồ hôi nhìn không được chảy ra vừa mới trong nháy mắt đó trương tri đồng cảm giác được cường đại uy thế cư nhiên để cho hắn cảm giác được nguy hiểm điều này nói rõ đối diện thanh niên nhân này tu vi so từ bản thân chắc chắn mạnh hơn trương tri đồng khiếp sợ không gì sánh nổi thầm nghĩ nói bằng trường ấy tuổi lại có bực này tu vi thực sự ra nhân ý biểu a Trước Trương Chi Đồng mặc dù không có biểu hiện ra không nhìn được, nhưng trong lòng lại là lao thẳng đến Tần Liệt xem như ván bối đối đái, mãi đến Tần Liệt vận dụng linh lực chân nguyên, phóng xuất ra uy áp, Trương Chi Đồng mới ý thức tới bản thân gặp cái cao thủ hàng đầu. Uy áp tán đi, Trương Chi Đồng kinh hãi không thôi, đồng thời cũng thu hồi nội tâm coi thường. Chỉ thấy hắn trọng trọng gật đầu, nói, không nghĩ tới đảo hữu thực lực tinh xảo như vậy, là trương mỗ đường đột. Theo tiểu tiên sinh, đến đào hiếu, trương chi đồng xương hô phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tần liệt mỉm cười, nói trương quản sự không cần giận mình, thực sự xuống bán ra viên thuốc này cũng không toàn bộ bởi vì không dùng được, thật sự là quý hành sinh ý quá sôi động, tài hạ tới chậm chút, liền cái vị trí đều không chiếm được, rơi vào đường cùng, chỉ có ra hạ sách này. Bất đắc dĩ, trương chi đồng cau mày một cái, nghe lời này ý tứ, hắn là là tham gia lần đấu giá này sẽ bất đắc dĩ mới xuất ra trung phẩm quy chân đan, người này khẩu khí không khỏi cũng quá lớn trương tri đồng nói xác định bản trưởng luật lệ quy định cung cấp cao nhất chân bảo quý khách có thể vào quý khách phòng tham gia đấu giá chỉ tiếc trương tri đồng vừa nói lộ ra vẻ khổ sở đáng tiếc cái gì tần liệt cũng mơ mơ màng màng trong lúc này phẩm quy chân đan nếu muốn phóng ở trong phòng đấu giá bán đấu giá nhất định sẽ đề cao thật lớn phòng đấu giá danh khí để tốt như vậy một viên thuốc không muốn trương tri đồng làm khó dễ cái gì Trương Chi Đồng ngừng lại nửa khắc, nói thật không dám đấu giếm, bản trưởng cuối cùng một gian quý khách phòng ngay đã vừa mới hứa cho người khác. Không có, Tần Liệt cũng sừng sốt, vận khí liền kém như vậy, cuối cùng một gian quý khách phòng còn cho người khác. Xác định không có, Trương Chi Đồng cười khổ, hắn làm sao không muốn đem trung phẩm quy chân đan nhận lấy phóng lần tiếp theo đấu giá hội triển vỗ, đây chính là đề cao phòng đấu giá danh khí đại sự. Tần Liệt cũng rất phiền muộn, bất quá hắn vẫn không cam lòng nói, không thấy phương pháp khác. Trương Chi Đồng lắc đầu, thật xin lỗi, bản trưởng luật lệ gắn đạt tới công chứng, tại hạ cũng không cách làm. Tần Liệt không nói gì thở dài, nghĩ thầm, khả năng này chính là mình vận khí đi, Thái Dương đỉnh trung quy không phải là mình. Nghĩ tới đây, hắn cũng thư thái, thực sự không được, lại đi địa phương khác tìm xem, nói thêm gì đi nữa thì trở thành bản thân tìm Trương Chi Đồng, phía trên đưa một dạng không phải buôn bán a. À nghĩ xong tần liệt than thở ai vậy cho dù đi vừa nói hắn chuẩn bị rời khỏi trương tri đồng thấy thế đứng lên nói đạo hiếu không bằng đem viên thuốc này phóng lần tiếp theo đấu giá hồi phía trên trương mỗ có thể cho đạo hiếu chọn một vị trí tốt tần liệt cười lắc lắc đầu nói khỏi cần ta bản coi trọng là lần đấu giá này sẽ nhất kiện bảo bối lần kế liền không nhất định có cáo tử tần liệt là cái rất người thống khoái nói cái gì là cái gì tuyệt không lãng phí thời gian nói láo, hắn nói đẩy cửa ra đi ra ngoài, không muốn đi tới cửa thời điểm, chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, lại là nhị ca Tần Phong. Tần Liệt ngẩn ra, Tần Phong cũng thấy hắn, hai người đánh đôi mắt đều là ngẩn người một chút, chợt Tần Phong đi qua đến, ôm quyền xá nói, Liệt tiên sinh, không nghĩ tới này gặp tiên sinh. Tần Liệt trong lòng rất kích động, nói nhoáng lên lại là mấy năm chưa thấy nhị ca, ngẫm lại thời gian đưa đẩy, nhị ca hiện tại có lẽ đã gần đến tuổi 40 đi nhìn tần phong từ từ già nua dung nhan tần liệt một trận lòng chua sót ở tần gia tần phong thời gian cũng không tốt hơn nếu không một cái tu chân nhân sĩ làm sao lão nhanh như vậy hơn nữa dường như hắn tu vi cũng không có bao nhiêu tiến bộ tần liệt trong lòng cảm giác khó chịu trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài trịnh trọng đáp lễ nói tần huynh lúc này trương tri đồng cùng đi ra vừa nhìn hai người nói chuyện liền vội vàng hỏi tần hiền chất các ngươi nhận phải tần phong nói đúng vậy Vị này chính là nghiêm lão cao đồ, trương quản sự không tiếp thu được sao. Trương Chi Đồng đầu tiên là cao mày một cái, chợt mới kinh ngạc nói, liệt đảo hữu là nghiêm lão cao đồ, thất kính thất kính. Nghiêm thọ ở thượng nguyên cổ thành vẫn rất có danh khí, vào cách nhiều năm, một dạng không thay đổi. Tần liệt hoàn lễ, Trương Chi Đồng con ngươi xem xét xung quanh nói, nếu hai vị nhận phải vậy thì dễ làm, tần hiền chất, ngày mai đấu giá hội, tần ra có một quý khách phòng, nếu hiền chất cùng liệt đạo hiếu không ngại nói, hai vị không bằng ở một gian quý trong khách phòng tham gia đấu giá, như vậy được không? Tần Phong nhìn Tần Liệt, nói, liệt tiên sinh cũng muốn tham gia đấu giá hội. Không đợi Tần Liệt trả lời, Trương Chi Đồng nói, đúng vậy, vừa mới cuối cùng một gian quý khách phòng chính là lưu cho Tần Hiền Chất, mà liệt đạo hiếu đến trễ một chút, Lão Phu đang lo chẳng biết như thế nào cho phải đây, ha ha. Tần Phong nghe vậy nói, nếu liệt tiên sinh không ngại nói, tần phong tự nhiên hoan nghênh trương Chi đồng vui vẻ ra mặt nhìn về phía tần liệt liệt đạo hữu ngài ý như thế nào dùng chung một cái gian phòng tần liệt đúng là không thèm để ý thế nhưng tần ra đột nhiên tại đấu giá được mở một cái quý khách phòng rõ ràng cung ứng cao nhất bảo vật vạn nhất phụ thân đến tần đức đến làm sao bây giờ hắn có thể không muốn gặp lại tần nhất tuyệt cùng tần đức tần liệt suy nghĩ một chút nói cái này hả ta xem vẫn là coi vậy đi tần ra gia gian phòng, ta cũng không dám dùng. Trương Chi Đồng không hiểu chút nào, thế nhưng hắn có thể nghe được, trong lời này có rất lớn hiểm khích thành phần. Vậy mà Tần Phong nói ra, liệt tiên sinh không cần phải lo lắng, ngày mai tham gia đấu giá hội lúc, chỉ có Tần Mỗ cùng lão bà sẽ tham gia. Tần Liệt sững sờ, liền ca ca cùng tẩu tẩu môn. Đúng là không thành vấn đề. Trương Chi Đồng ở bên cạnh khuyên ngủ liệt đạo hữu không phải muốn đấu giá ngày mai bảo vật sao này ngàn năm một thờ cơ hội không nên bỏ qua đi tần liệt cũng muốn cùng tần phong một chỗ thật tốt tâm sự nếu tần nhất tuyệt tần đức cũng sẽ không đến hắn cũng rành mạch đồng ý thế nhưng ở tần phong phía trước hắn còn không có làm xong biểu lộ thân phận dự định thế nhưng nên tả vẫn là phải tả tần liệt nói đã như vậy vậy tài hạ liền từ chối thì bất kính trương chi đồng thấy tần liệt cái đáp ứng tâm trạng mừng như điên không khỏi hỏi liệt đạo Hiếu viên thuốc đó tần liệt mặt nhăn xuống lông mi, chuyện này dung sau đó mới nghĩ có thể không. Hít, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Ở trong phòng đấu giá vô tình gặp được tần phong, tần liệt cũng thật cao hứng, mặc dù không có lập tức đồng ý trương chi đồng đem trung phẩm quy chân đan đặt ở hải nạp bách xuyên phòng đấu giá, nhưng trong lòng hắn đã có một chút buông lỏng, hơn nữa hắn cũng nhận được một cái nhập môn bằng chứng, phòng đấu giá ngọc phù. Trong ngọc phù rõ ràng ghi lại món đồ đấu giá công dụng, E chứng kiến, Thái Dương Đình, hạng nhất thời điểm, cho hai mắt tỏa sáng, càng thêm xác định đồng ý Trương Chi Đồng đề nghị là chính xác cử chỉ. Thái Dương Đình, xuất từ 300 năm trước triệu quốc cảnh nội một gã luyện khí đại sư tay, hỗn hợp Thái Dương xa cùng trăm năm thanh đồng tinh luyện chế mà thành, có trợ giúp luyện đan tỷ lệ thành công, tục truyền thấy, Thái Dương Đình có thể đề cao một thành thành đan xác suất nói cách khác, khó hơn nữa đan dược dùng Thái Dương Đình luyện chế, ít nhất sẽ có 10% thành đan có khả năng nếu như mình sử dụng không đúng lại lần nữa luyện chế nguyên dương thời điểm ít nhất sẽ luyện chế nhiều ra một cái thành phẩm đan như vậy bảo đỉnh thậm chí là còn là một kiện không thể nhiều phải trung phẩm linh khí minh bạch thái dương đỉnh công dụng tần liệt tự nhiên là hưng phấn không gì sánh được như vậy bảo đỉnh không bỏ vào trong túi chẳng phải xin lỗi nhị ca một phen thịnh tình ngày mai phải sớm một chút đi chuẩn bị thật tốt một cái đem thái dương đỉnh mua về ban đêm tần liệt không có tận lực dùng khổ chỉ là ngâm nước ngâm nước tắm thuốc, phục mấy hạt đan dược, lại luyện một lò nguyên dương đan liền sớm ngủ. Nói hắn đã thời gian rất lâu không có bị an nghỉ, tình cờ nghỉ ngơi một chút, lại thêm có trợ giúp khôi phục tinh thần lực. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, tần liệt thu thập một chút, đổi một thân sạch sẽ quần áo, sớm nửa canh giờ trước đi thành bắc phòng đấu giá, là che giấu tai mắt người, hắn còn cố ý mặc vào hắc bào, mang theo mũ, đưa tại đấu giá được còn chưa mở trước cửa liền tiến vào phòng đấu giá có ngọc phù nơi tay, không cần trương chi đồng tự mình hiện thân, tại đấu giá hành đệ một dạng dưới sự hướng dẫn, đi tới mà từ số 19 phòng. Đây là tần phong gian phòng, tần liệt ngồi ở bên trong chậm rãi các loại. Mãi đến phòng đấu giá chính thức mở cửa buôn bán thời điểm, tần phong mang theo hắn hai vị tẩu tẩu đi tới trong phòng đấu giá, trừ hai vị phu nhân, tần phong còn mang tới một cái khỏe mạnh kháu khỉnh con nít. Tần liệt đối hai vị tẩu tẩu vẫn có chút ấn tượng, đại tẩu họ tề. Tên là Tề Tiên Nhi, chính là Biển Kinh phủ cận một cái vọng tộc sau, sống như hoa như ngọc, đẹp như thiên tiên, năm đó Tề Tiên Nhi ở Biển Kinh phủ cận cũng là nổi danh mỹ nữ, nếu không phải là bởi vì Tần Phong chính là thế gia xuất gia, còn không nhất định gả cho Tần gia. Tiểu tẩu Phan Minh Quân Phan thị cũng là bản địa giàu nhà xuất gia, chỉ là thành phần so Tề Tiên Nhi kém hơn không ít, cho Tần Phong làm làm vợ kế làm thiếp. Hai nữ bình thường cảm tình không sai khi còn bé đã từng còn chiếu cố qua Tần Liệt một đoạn thời gian, về sau theo số tuổi tăng trưởng, Tần Liệt cũng hiểu chuyện hơi sớm, đề phòng nhân khẩu lưỡi liền không nữa bình thường ra vào Tần Phong phủ đệ. Nhưng hắn luôn luôn chưa từng quên mất qua hai vị tẩu tẩu. Quý khách cửa phòng mở ra trước mắt, Tần Liệt còn cho là mình nhìn lầm, vội vã theo ghế ngồi đứng lên. Tần Phong thấy Tần Liệt đã sớm đến, không khỏi phải xấu hổ khuôn mặt đỏ một chút, Liệt tiên sinh ngài đến. Tần Huynh Tần Liệt cũng có chút buồn bực, Tần Phong làm sao đem hai cái tẩu tẩu mang đến, còn mang tới một cái khỏe mạnh kháu khỉnh con nít. Tần Phong nét mặt già nua đỏ chói, mang cho Tần Liệt giới thiệu, đây là lão bà tề thị, phan thị, đây là khuyển tử tử giám. Sau đó nghiêm mặt nói, còn không bái kiến liệt tiên sinh. Tề tiên nhi cùng phan minh quân song song thi lễ, mở miệng một tiếng, liệt tiên sinh cực kỳ cung kính. Triệu quốc phong tục, người phàm gia nữ tử địa vị vẫn tương đối thấp, cũng may tề tiên nhi cùng phan minh quân tuy là không phải là cái gì tu vi sâu đậm tu sĩ nhưng cũng không tính được là phàm nhân hai nữ đều là có tu linh lực chỉ là thực lực hơi thấp điểm mà thôi bất quá tần liệt để ý nhất vẫn là cái kia con nít nhị ca đều có hài tử a tần liệt trong lòng vi kinh lúc hắn rời đi tần phong còn không có con cháu đây nhoáng lên mười mấy năm trôi qua bản thân vậy mà chứng kiến nhị ca nhi tử đánh giá khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tử kia tần liệt đột nhiên cao hứng đi lên ở tần tử giám trên đầu tìm tòi một thanh này sờ một cái hắn vô ý thức cau mày một cái tần tử giám thân thể và gân cốt nhìn như thân thể cường tráng thế nhưng tinh tế cảm thụ cũng là so năm đó bản thân còn muốn yếu đuối tần gia từ trước đến nay lấy nghiêm trị ra chín tuổi con nít đã có thể luyện lực luyện khí đánh hạ căn cơ ngắn nhất một năm dài nhất ba năm liền có thể tu luyện tử dương quyết dưới tình huống bình thường 9 tuổi con nít bắt đầu luyện lực thân thể tố chất hẳn rất không sai mới, thế nhưng tần tử dám, nhìn qua mập mạp, cũng là khí tức phù phiếm, trong tức không đủ. Tần liệt xem xét xung quanh con ngươi, không khỏi hỏi, hai tử này bao lớn. Tần phong chừng tần tử dám một cái, nói, không nghe được thúc thúc hỏi ngươi nói sao. Tần tử dám trốn ở phan minh quân trong lòng, rụt rè nói ta 10 tuổi. Thằng nhóc này sợ quá sức, tần liệt là yêu ai yêu cả đường đi, không nhìn được khoát khoát tay, nói tần huynh không cần khách khí, chớ dọa hài tử. Hắn vừa nói, ngồi xuống. Thế nhưng trong lòng cũng là thấy phải cảm giác khó chịu, hài tử này so với năm đó bản thân còn không bằng, 10 tuổi hài tử ở tần gia, coi như tu không ra linh lực, ít nhất trong tức chắc là đủ a. Tần liệt không động thanh sắc đánh giá tần tử giám, cước bộ phù phiếm, cả người vô lực, chẳng lẽ cùng bản thân một dạng, thiên phú hết sức tệ hại. Tần Phong Hàn Huyên nói, khuyền tử không hiểu chuyện, Mong rằng tiên sinh chớ trách, âu, oh, hôm nay lão bà đi cùng tham gia đấu giá, tiên sinh không ngại đi nếu như. Tần Phong lúc nói chuyện vẻ mặt tươi cười, cực kỳ khiêm tốn lễ độ, thế nhưng Tần Liệt hơi hơi đánh giá, phát hiện Tần Phong trong nụ cười tràn đầy đau khổ. Hắn tâm trạng không giải, nửa đường ngắt lời nói, căn phòng này là Tần huynh, tại hạ làm sao sẽ để ý, Tần huynh không cần khách khí nữa. Hắn trước sau nói hai lần không cần khách khí, chính là sợ Tần Phong lòng có khúc mắc phải biết lấy triệu quốc phong tục, nữ tử là không cho phép tham gia như vậy trường hợp, hơn nữa là con nít. Lúc này đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu, tần liệt theo quý khách phòng cửa sổ nhìn ra ngoài, phạm vi nhìn rất tốt, có thể đem đại sảnh thu hết mắt, từng cách tu sĩ nối đuôi nhau vào bàn, mang theo ngọc phù tìm một vẻ vị trí của mình, vô cùng náo nhiệt, dưới lầu hội trường tránh đông mặt là một cái đại triển đài, nói vậy sau đó đấu giá bảo vật sẽ tại đó xuất hiện, hai bên còn có hai cái cửa nhỏ, đi thông thiên thính trên lầu chính là bọn họ chỗ quý khách phòng chia thượng hạ hai tầng mặt trên còn có nhất tầng từng cái trước cửa sổ đều treo một tấm bảng tần liệt chỗ nhất tầng toàn bộ đều là lấy mà tự mới bắt đầu phân nhất nhị tam tứ mãi cho đến nhị thập mấy phía trên cũng giống vậy bất quá là chữ thiên mới bắt đầu gian phòng cũng có hai mươi mấy người gian phòng dưới lầu đại sảnh rất nhanh kín người hết chỗ lui tới tu sĩ trò chuyện với nhau thật vui tần liệt ở trước cửa sổ ngồi xuống đại sảnh ở mắt nhìn một cái không sót gì chỉ một lúc sau một cái cô gái tuổi thanh xuân đi tới trong tay đang bưng một hồng sắc mộc chế bài tử sau khi đi vào đầu tiên là hạ thấp người thi lễ sau đó dùng một vẻ chuông đồng vậy thanh âm nói ra nô tỳ ngọc nhi gặp qua mấy vị đại nhân hôm nay đấu giá từ nô tỳ thị tứ những người lớn những người lớn nếu có nhu cầu có thể trực tiếp cùng ngọc nhi nói ra giá, giá lúc trực tiếp nói cho ngọc nhi lại đây cũng là phòng đấu giá phục vụ tương đối săn sóc đúng chỗ không cần quý khách tự mình kêu giá mấy người lần lượt gật đầu ngọc nhi rất có lễ phép đứng ở bên cạnh đẩy cửa một cái mấy cái nha hoàn bộ dáng trang phục tỷ nữ đi tới dâng trà bánh sau đó trừ ngọc nhi hắn nha hoàn nối đuôi nhau đi ra chỉ còn chờ đấu giá hội chính thức mở màn theo tần liệt trong phòng không có người ngoài tần liệt còn chưa chuẩn bị xong thổ lộ thân phận chán đến chết ở giữa đùa với tần tử dám đùa tiểu tử kia qua đây đến thúc thúc nơi này. Tần Tử dám lúc này mới nhút nhát đi qua đến, đứng ở Tần Liệt phía trước. Tần Liệt hiếu kỳ, cũng là thật ưa thích đứa bé này, sờ sờ đầu hắn hỏi, lúc thường ở nhà luyện công sao? Luyện? Thấy phải khổ cực sao? Không khổ cực. Lúc luyện công sao thấy phải khó sao? Còn, hoàn hảo. Tần Liệt hỏi một câu, Tần Tử dám đáp một câu, thế nhưng theo Tần Liệt chất vấn, Tần Tử dám tiếng trả lời âm càng ngày càng nhỏ hỏi càng về sau, định nghe không rõ. Tần liệt thần sắc không thay đổi, mỉm cười nói, có thể để cho thúc thúc đem nắm mạch sao. Tần tử dám xem tần phong một cái, lúc này, tần liệt chú ý tới tần phong cùng hai vị phu người thần sắc lộ vẻ phải đặc biệt bất an. Tần phong tựa hồ đang do dự, nhưng trung quy không có cực tuyệt hướng về phía tần tử dám gật đầu, tần tử dám đưa ra tay nhỏ bé đặt ở tần liệt phía trước, tần liệt dùng ngón giữa và ngón trỏ chế trụ tần tử dám cổ tay cửa, thôi động một chút linh lực hướng tiểu tử kia mạch trong tìm kiếm. Không dò hoàn hảo, này tìm tòi, tần liệt trong lòng hơi hồi hộp một chút một dạng. Linh lực chân nguyên mới vừa tiến vào tần tử giám kinh mạch, tần liệt cũng cảm giác được một cổ trợ lực, hắn thử thăm dò đem linh lực chân nguyên chạy tần tử giám toàn thân, phóng ra nguyên thần tinh thần lực kiểm soát mỗi một cái kinh mạch, kết quả phát hiện, tần tử giám kinh mạch thập phần yếu đuối, giống như từ căn bị căng thẳng ra gân, tùy thời đều có gãy mất khả năng linh lực chân nguyên tiếp tục thâm nhập sâu, lấy mặc cho, đốc đại huyện là tiết điểm kéo dài lưu chuyển, đến tử phủ nguyên dương thời điểm, làm sao cũng không qua được. Tần liệt xứng sơ thần, nhắm hai mắt thi triển ra nội thị thuật kiểm soát tử phủ, chợt nhìn, tần tử giám tử phủ cư nhiên bị một đoàn cho thình thịt khí tức tràn đầy đầy, tần liệt không tin tà liên tục thí vài lần, linh lực chân nguyên căn bản là không có cách tiến nhập tử phủ, nhận thấy được kỳ hoặc tần liệt đem linh lực chân nguyên thu hồi lại, nội thị thuật chuyển hướng tử phủ nguyên dương ngoại vi, lại nhìn một cái giật mình không nhỏ nếu như đem một người tử phủ hình dáng thành một cái ánh sáng viên cầu nói tần tử giám tử phủ lúc này chính là một cái thật to mà cứng rắn thạch cầu bác tạp loạn chất tràn đầy tử phủ chỗ sâu bài xích tất cả tinh thuần thiên địa tinh hoa nhật nguyệt tần liệt nhớ tới chư tâm kinh phía trên thì có đối loại thể chất này người ghi chép đây là trong một vạn không có một thạch phủ chi thể thạch phủ chi thể ít khả năng tu ra linh lực thậm chí tuổi thọ đều có thể so người bình thường giảm bớt đến một nửa, cháu trai thể chất tại sao có thể như vậy? Tần Liệt khó có thể tin ngẩng đầu, vừa lúc cùng Tần Phong ánh mắt đối nhau, Tần Liệt lúc này mới nhìn thấy, nhị ca kiên nghị con mắt lăn đi ủy khuất nước mắt. Trên thực tế Tần Liệt cũng là đến thượng nguyên cổ thành sau, ở tại nghiêm phủ xem qua vô số dược điển sau, mới biết được thế gian có linh thể cái từ này. Linh thể, tức là tu chân giả thể phách gọi chung, chủng loại phong phú, không phải trường hợp cá biệt. Linh thể thật xấu, tức là thiên phú tốt xấu, cầm tần liệt mà nói, hắn chính là thường thấy nhất, suy kiệt, linh thể. Cái gọi là suy kiệt, linh thể, với hàm ý tử phủ nguyên dương suy kiệt yếu đuối, tích vận linh lực năng lực lệch thấp, cố người ở quá trình tu luyện ở giữa, mỗi khi vận chuyển tâm pháp được thi chu thiên, khổ cực tu luyện được đến linh lực rất khó toàn bộ tồn trữ ở tử phủ trong, vì vậy chỉ làm thành tiến độ tu luyện chậm chậm kết quả, đương nhiên, Thiên phú cũng bao gồm bản thân ngộ tính, đối pháp thuật ngộ tính, đối đại đạo tự nhiên lĩnh ngộ, bất quá điểm này đối tần liệt mà nói cũng không là vấn đề. Mà linh thể suy kiệt, tạo thành kết quả thập phần nghiêm trọng. Thế nhân đều biết, tu chân vấn đạo lúc này khi còn bé điều kiện tốt nhất, niên kỷ càng nhỏ, càng có lợi tại tu hành, suy kiệt linh thể tốc độ tu luyện chậm chậm, theo tuổi tăng trưởng, không thể đạt đến tương ứng cảnh giới, sau này tiến hành tu hành liền càng ngày sẽ càng khó khăn, đây là tuần hoàn ác tính nhưng mà thế gian linh thể còn rất nhiều loại, thạch phủ chi thể, cũng xương thạch phủ linh thể, liền là một loại so suy giảm linh thể càng cấp thấp thể chất. Thạch phủ linh thể, với hàm ý một người theo sanh ra được bắt đầu, tử phủ liền bị pha tạp vô dụng linh khí tràn ngập, tử phủ không còn cách nào tích ẩn linh lực, đưa tới không thể tu hành. Không những như vậy, loại này linh thể thậm chí sẽ ảnh hưởng một người bình thường thọ nguyên. Người thường tử phủ đan điền là tức chỗ ở, đan điền chi khí quản lý ngũ tạng, mất đi mà cơ quan nội tạng tự suy, sợ dĩ bất kỳ một cái nào thạch phủ linh thể người, thọ mệnh cũng sẽ không quá dài, dưới bình thường tình huống chỉ có người bình thường một nửa không đủ. Nhân sinh trăm năm, thạch phủ linh thể người nhiều nhất có thể sống 50, vị chi trời sinh bệnh dữ. Tần liệt tuyệt đối không ngờ rằng thiên phú chắc tuyệt nhị ca, sinh nhi tử lại là thạch phủ linh thể, như vậy linh thể không còn cách nào tu hành, khó trách tần phong ủy khuất cấp. Cái này cũng giải thích, vì sao trước sau hai ngày gặp mặt, tần phong khí sắc đều hết sức khó coi. Kiểm soát ra tần tử giám thân thể bệnh dữ, tần liệt cũng không có lộ ra, hiển nhiên, tên tiểu tử này cho tới bây giờ còn không biết mình phải bệnh gì. Thạch phủ linh thể thì không cách nào tu luyện, coi như không ăn không ngủ, luyện cái trăm năm, nghìn năm cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Tần liệt không âm thanh trương, như trước vẫn duy trì bình dị gần gũi nụ cười sờ sờ tần tử giám cái ót, nói tử giám thật ngoan, đi mẫu thân tốt lắm sao ừm tần tử dám không rõ tựu lấy gật đầu vui sướng nhìn về phía phan minh quân trước ngực tần phong vụng trộm tìm tòi đem nước mắt đi qua đến cùng tần liệt ánh mắt chạm nhau suy nhược thở dài mới vừa phải nói tần liệt đem cắt đứt tỏ ý hắn đến trong góc sau đó dùng một vẻ nhỏ bé yếu ớt rồi muối thanh âm hỏi lệnh công tử thân thể bệnh giữ khi nào phát hiện tần phong biết tần liệt bắt mạch trong quá trình nhất định nhìn ra mánh khóe cũng không giấu giếm đè ép thanh âm nói nửa năm trước hai tử này so với bình thường người muốn chăm chỉ chút, Thủy Trung không cảm giác được linh lực nhập thể, sở dĩ. Sở dĩ Tần Huynh liền định dùng đan dược khu giải bệnh dữ, lần này tới, là coi trọng nam sinh trung nhũ đi. Tần Liệt nói, Tần Phong bất đắc dĩ gật đầu, lúc này Tần Phong, theo Tần Liệt giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân, nào có năm đó Tần ra thiên tài phong thái. Tần Liệt trở nên thương tâm, nam sinh trung nhũ, là là một loại tu chân giới kỳ thạch nhỏ đến thạch nhũ, mấy năm mới được một giọt là tố phủ đan một vị chủ dược tố phủ đan từ mấy trăm năm trước một gã triệu quốc cảnh nổi của tu sĩ sáng chế truyền lưu đến nay vẫn không có thất truyền đã từng là nhiều thế gia lưu phái lấy được không tính là quý hiếm đan dược có phục hồi tử phủ lớn mạnh nguyên dương hiệu quả nghe nói tố phủ đan có thể chỉ thạch phủ linh thể chỉ là hiệu quả bình thường bất quá tục truyền thấy ở hai trăm năm trước có người đã từng thành công dùng nhiều tố phủ đan đem một cái thạch phủ linh thể bệnh nhân chữa khỏi người nọ về sau hoàn thành công tu luyện ra linh lực. Trở thành một tên linh hư kỳ tu sĩ. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, tố phủ đan cuối cùng có hữu dụng hay không, trên đời không có mấy người biết. Tần liệt biết tố phủ đan cùng nam sinh trung nhũ, là bởi vì nghiêm thọ dược thư trong từng có ghi chép, đã từng lật xem qua, sở dĩ hắn trên cơ bản biết tần phong này đến xem. Chỉ bất quá, tần liệt đối tố phủ đan trị liệu thạch phủ linh thể nghe đồn bán tín bán nghi, hơn nữa loại đan dược này ăn hết một cái còn không được nhất định phải dùng lâu dài chậm rãi xua tan thạch phủ trong pha tạp vô dụng tạp chất giống như cầm cái sẻng đem bên trong tạp chất giếng đi phải một cái vừa đưa ra không thể nóng vội hơn nữa cho dù đến cuối cùng xua tan thạch trong phủ sở hữu vô dụng tạp chất từ phủ nguyên dương cũng tất sẽ phải chịu tổn thương đến lúc đó tu luyện làm nhiều công ý muốn quy chân đều đan lại càng không dùng đàm kết đan căn cứ tình huynh đệ tần liệt không thể không nhắc nhở tần huynh Tài hạ phải nhắc nhở ngươi, thạch phủ linh thể khó ở chỗ trị tận gốc, và lại nam sinh trung nhũ, giá trị không phỉ, lại thêm tố phủ đan nhất định phải dùng lâu dài, như vậy cũng chưa chắc thấy hiệu quả, ngươi. Tần liệt nói đến một nửa, phía sau nói nói không được. Thân làm cha, tần phong cách làm không sai, có thể cứ như vậy, tần tử dám thế tất yếu dây dưa tần phong tinh lực, ảnh hưởng hắn tâm cảnh, đừng nói trước tần tử dám có thể chữa khỏi hay không, coi như có thể, có lẽ đến lúc đó tần phong tu vi cũng hạ xuống. Nhân sinh trăm năm A, thẳng nếu không thể ở tu cảnh tiến hơn một bước, sớm muộn đều có thể hóa thành một nắm cát vàng. Hắn dùng ý nhắc nhở Tần Phong không muốn là Tần Tử Giám mà đem người cả nhà đều nhập vào, thế nhưng nói đến một nửa, hắn nghĩ tới bản thân. Năm đó mình chính là thiên phú cực kém, người nhà không người trông nom, mặc kệ, nếu không có lấy được thần bí tinh bản, có lẽ chú định không có ngẩng đầu ngày hiện tại khuyên nghị ca buông tha bản thân thân nhi tử những lời này nói như thế nào mở miệng tần phong vô lực thở dài nói ta sao lại chẳng biết nhưng tử giám dù sao cũng là con ta thân làm cha há lại có thể bỏ mặc liệt tiên sinh hảo ý tại hạ tâm lính nhưng tần mỗ mặc dù tán ra bại sản thông suốt cái mạng này cũng muốn chữa khỏi khuyển tử coi như hắn không thể tu hành cũng phải nhường hắn làm một cái bình thường người phạm a tần phong vừa nói hai hàng nhiệt lệ không ngừng được chảy xuống len ken con người sắt đá, đổ máu không đổ lệ, thế nhưng Tần Phong lúc này lại là không có có hiệp cốt hào hùng. Tần liệt mũi đau xót, liền muốn khóc lên, bất quá hắn khắc chế bản thân nhịn xuống. Cùng làm cha, Tần nhất tuyệt cùng Tần Phong làm sao có thể so, năm đó bản thân nếu là có Tần Phong như vậy phụ thân, cần gì bỏ nhà ra đi cùng Tần ra phân rõ giới hạn. Hai người đang nói, bỗng nhiên cửa mở ra, ngoài cửa, đoàn người cùng nối đuôi nhau mà vào tần liệt cùng tần phong đồng thời ngẩn người một chút lại nhìn một cái lại là tần nhất tuyệt tần nhất sơn tần nhất xuyên cùng tần đức không phải là không có người đến sao tần liệt kinh ngạc nhìn về phía tần phong hắn đồng ý cùng tần phong một cái phòng tham gia đấu giá cũng là bởi vì tần phong nói qua sẽ không có người tần gia xuất hiện hắn không muốn gặp trừ tần phong bên ngoài người tần gia có thể chuyện này là sao nữa mà rất hiển nhiên là tần phong biểu tình cũng thật bất ngờ hiển nhiên hắn không biết tần nhất tuyệt đám người hành trình. Cửa tần nhất tuyệt bốn người mới vừa vào tới lấy là ngẩn ra một cái, nhất nói chuyện trước là tần đức, hắn nguyên bản là cùng tần liệt từng có ma sát, lúc này tần liệt xuất hiện ở đây, tức khắc cam tức liệt phong, người sao lại ở đây. Tần liệt cau mày một cái, vừa muốn trả lời, tần phong giành nói, đại ca, là ta mời liệt tiên sinh đi vào. Ngươi vì sao mời hắn? Tần Phong cúi đầu, mặt hướng Tần Nhất Tuyệt nói, phụ thân, ta lấy vì phụ thân cùng đại ca không sẽ tham gia lúc này đấu giá hội vừa vặn gặp liệt tiên sinh tìm không được chỗ sở dĩ liền tần nhất tuyệt mặt băng bó đúng là không nói gì nói nếu là ngươi mời vi phụ tự nhiên cũng hoan nghênh tần phong thở phào phụ thân làm sao tới tần nhất tuyệt đám người nối đuôi nhau mà vào ở hai bên trên ghế dựa lớn ngồi xuống nói trong lúc rãnh rỗi nhớ tới hôm nay có đấu giá hội liền qua đây góp tham gia náo nhiệt tần nhất tuyệt rất nghiêm túc ánh mắt chuyển hướng tề tiên nhi cùng phan minh quân rất là không vui các ngươi làm sao cũng tới còn không mau gặp qua phụ thân tử dám đi gọi ra 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 tần tử dám vui sướng chạy tới thế nhưng lúc này tần nhất tuyệt cũng là không có cho nửa điểm sắc mặt tốt vậy biểu tình giống nhau qua lại 10 năm qua hắn nhìn thấy tần liệt thời điểm giống nhau như đúc còn tuổi nhỏ chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa còn thể thống gì tần nhất tuyệt nói răn dậy sợ tần tử dám vội vàng dừng lại, xì xì sách sách đứng tại chỗ không động. Phong Nhi, làm sao đem các nàng mang đến, không biết nữ tử không được ra vào trường hợp này sao? Bảo thủ đứng đầu một nhà, một vài người tình điệu cũng không có, tần liệt nhìn trong lòng liền nổi giận trong bụng, muốn không phải là không muốn để lộ thân phận, lúc này đã đứng ra đi cho tần phong chỗ rửa. Tần phong liên tục nhận sai, nói liền muốn đem tề tiên nhi, phan minh quân, tần tử dám mang đi ra ngoài nhị ca là tới mua thuốc, mang theo hai vị tẩu tẩu cùng nhi tử một dạng cũng là muốn làm cho các nàng xem xét các mặt của xã hội. Tần Nhất Tuyệt cũng là một vài người tình không gần, Tần Liệt nhìn nổi giận, ho nhẹ một tiếng ngắt lời nói Tần Tử Giám, ngươi qua đây, thúc thúc dẫn ngươi đùa. Hắn vừa nói như thế, trong phòng mọi người đều là sững sờ, Tần Tử Giám tuy nhỏ, nhưng cũng biết cái gì gọi cấp bậc lễ nghĩa, không dám lộn xộn. Tần Nhất Tuyệt đáp một cái, nói không nghe thấy khách nhân gọi ngươi sao. Tần tử giám khép na khép nép hành ca lễ, lúc này mới đi qua đến. Tần liệt cũng mặc kệ không rất nhiều, từ trên người tần tử giám, hắn chứng kiến bản thân ảnh hưởng, lôi kéo tần tử giám tay nhỏ bé đi tới trước cửa sổ ngồi xuống, chỉ vào ngoài cửa sổ lui tới tân khách cùng to như vậy triển lãm đài nói, biết nơi này là địa phương nào không? Biết, phòng đấu giá. Ừ, phòng đấu giá là làm cái gì? Phụ thân nói, chúng ta người tu hành tu luyện bảo vật, ở trong phòng đấu giá đều có thể mua được còn có thể để cho tử giám cùng phụ thân một dạng trở thành cao thủ ừ vậy ngươi tưởng tượng cha ngươi như vậy trở thành cao thủ sao dĩ nhiên muốn hai người không coi ai ra gì trò chuyện tần nhất tuyệt vừa nhìn cũng cách làm vì vậy chừng một cái tần phong nói thôi hôm nay liền làm cho các nàng ở nơi này đợi đi tần phong như được đại xá cảm kích xem tần liệt một cái lúc này đấu giá hội đồng la gõ cái vồ gỗ gõ đồng la chi âm bên trong phòng đấu giá chậm rãi quanh quẩn huyên náo ầm ĩ đại sảnh qua trong giây lát lặng ngắt như tờ lên phòng đấu giá chính thức bắt đầu ngồi ở trước cửa sổ tần liệt ôm tần tử dám ngồi ở trên đùi mình lộ ra cửa sổ chứng kiến trên sân khấu từ từ đi lên một năm bước dài người người này cũng không phải là kẻ khác đúng là phòng đấu giá quản sự trương chi đồng chỉ thấy hắn mặc quần áo chỉnh tề tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ chậm rãi đi lên triển lãm đài lông mi nâng lên khiêm tốn nụ cười hướng về phía đại sảnh tân khách làm một lễ thật sâu. Hoan nghênh các vị đạo hữu quang lâm bản trưởng, hôm nay chính là bản trưởng thứ 56 tiếp đấu giá hội, cùng thường ngày, cùng sở hữu món đồ đấu giá bảy cái, cái cái tinh phẩm, không nói nhiều nói, đấu giá hội hiện tại liền bắt đầu, nhìn các vị đạo hữu đều có thể chuyến đi này không tệ. Rất đơn giản lời mở đầu, không có hạn chế như vậy, hiển nhiên hải nạp bách xuyên phòng đấu giá đã đi vào quỹ đạo, ném đi những chấm kia không có ý nghĩa tuyên truyền trực tiếp kéo ra thịnh hội bán đấu giá mở màn. Lúc này, một gã cô gái tuổi thanh xuân tay nâng chậu chậm rãi đi lên triển lãm đài, chậu phía trên để một gỗ lim hộp gấm, nắp hộp là mở ra, bên trong có một cái tản ra linh hoàng đan khí viên thuốc. Thanh linh đan, đấu giá hồi việc thứ nhất món đồ đấu giá. Trong ngọc phù mặt có giới thiệu, thanh linh đan là là một loại tương đối quý báu đan dược, xuất từ triệu quốc cảnh nội một vị danh ra tay, có khu trừ huyến tượng, chữa trị nguyên thần hiệu quả trị liệu. Nói trắng ra, một người tu sĩ ở lúc thời điểm tu luyện nếu tẩu hỏa nhập ma, ăn vào viên thuốc này có thể bảo đảm tâm cảnh bình thản, bài trừ ma chướng hiệu quả, hiệu quả phi thường rõ rệt. Trương Chi đồng ngắn gọn giới thiệu một chút thanh linh đan hiệu quả trị liệu, trong tay cái vồ gỗ đi đồng la phía trên vừa gõ, ha hà cười nói, viên thuốc này chính là bản trường phí hết tâm tư, trải qua thiên tân vạn khổ tự hoàng thành lấy được, chỉ lần này một cái, các vị đạo hữu có thể nhìn được, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, viên thuốc này giá bắt đầu, 100 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần kêu giá thấp nhất 10 khối linh thạch, có yêu mến, có thể xuất thủ. 110, 120, 130, đi kèm chương chi đồng minh la tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu, kêu giá người xác định không ít, 100 khối linh thạch hạ phẩm cũng không nhiều, rất nhiều tán tu đều ra lên, thì nhìn đan dược có hay không có thể vật tận dùng, thật thanh linh đan không phải là cho người ta ở trong quá trình tu luyện đảm nhiệm ô dù tác dụng đan dược cũng không quý báu chỉ là rất ít thôi sở dĩ tranh đoạt rất nhiều người tần liệt ý không ở chỗ này tự nhiên không yên lòng hắn ngồi ở trước cửa sổ đùa với tần tử giám đùa tiểu hài tử cá tính chất phác đơn giản rất nhanh thì quên mất tần nhất tuyệt nghiêm túc một lớn một nhỏ vừa nói vừa cười cũng là đem tần đức tức nanh lông mày trợn mắt nhưng thường nói người tới là khách tần nhất tuyệt đều đồng ý hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa chỉ có thể liên tiếp ngồi ở đó sinh khó chịu tần gia nhị vị ra nhìn chằm chằm tần liệt xem bỗng nhiên tần nhất sơn nói liệt tiên sinh này đến nhưng khi nhìn trong đấu giá hội bảo vật sao tần liệt ngẩng đầu lên hàn huyên nói đúng vậy ngày hôm qua đi ngang qua thời điểm nhìn thấy bán đấu giá danh sách chọn chúng một món bảo vật đi vào thử thời vận tần liệt vừa nói lại hỏi ngược lại tần gia chủ cùng hai vị hẳn là cũng nhìn chúng thứ gì Thẳng nếu chúng ta nhìn chúng một dạng bảo vật, tại hạ đầu tiên nói trước, đến lúc đó, tại hạ nhưng sẽ không để cho một vẻ mấy vị nha. Tần Nhất Sơn cười ha ha, Tần Nhất Xuyên nói, liệt tiên sinh đa tâm, chúng ta chỉ là đến góp tham gia náo nhiệt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ba người trò chuyện, trong phòng bầu không khí cũng không tệ lắm, thế nhưng Tần Nhất Sơn cùng Tần Nhất Xuyên không phải một phát biểu, chậm rãi để cho Tần Liệt ý thức được bọn họ có lời muốn nói, lại không có ý tứ mở miệng chỉ một lúc sau tần nhất tuyệt rốt cục không nhịn được đột nhiên nói liệt tiên sinh lão hủ có một vấn đề chẳng biết có nên hỏi hay không tần liệt nhất phái khí định thần nhàn tiếu ý như thường nói tần gia chủ cứ hỏi được tần nhất tuyệt bỗng nhiên dừng lại thấp giọng nói ngày gần đây một đại tiểu thư nhờ cậy nghiêm lão đan dược chẳng biết lúc nào luyện hết chuyện này tần liệt ngẩn ra nói ra tần gia chủ dược liệu ngày hôm qua mới đưa đi không cần phải gấp gáp như vậy chứ Tần Nhất Tuyệt ho khan hai tiếng nói, lão hủ không phải ý tứ này, lão hủ chỉ là muốn hỏi một chút, nghiêm lão luyện chế những đan dược này cần cần thời gian bao lâu. Ba tháng, Tần Liệt không hề nghĩ ngợi phải trả lời, sau đó trong lòng khả nghi, lòng nói hắn hỏi cái này để làm gì. Tần Nhất Tuyệt lộ vẻ phải rất thất vọng, Tần Liệt không giải, cũng lười phải đi xuống nói tiếp, lúc này, thanh linh đan đã xuất thủ, bị mốt người tu sĩ lấy 320 khối linh thạch hạ phẩm giá cao mua đi món đồ đấu giá chuyển hướng cách tiếp theo tử đồng tinh. Lúc này trong phòng bầu không khí có một ít kiềm chế, tần gia tam lão hiển nhiên có chuyện không có nói rõ, một lát qua đi, tần nhất sơn nở nụ cười nói, liệt tiên sinh, là như thế này, đại ca là ý nói, nghiêm lão đang luyện chế đan dược thời điểm, có khả năng hay không trong ba tháng luyện chế nhiều ra mấy viên. Tần liệt há hốc mồm, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ lúc đó chẳng phải muốn tự mình phía mua đan chứ. Tần liệt ngẫm lại, cười ha ha tại hạ có một ít minh bạch hẳn là mấy vị cũng cần long hồ đan cùng thiên tuyển đan lời đã đẩy ra tần nhất tuyệt cũng không che che giấu giấu nói liệt tiên sinh tuệ nhãn chính là tài hạ ý tứ này chẳng biết có khả năng hay không thỉnh nghiêm lão hỗ trợ luyện chế nhiều mấy viên cái này à tần liệt cố ý làm khó trong lòng cũng là thập phần khinh thường muốn mua đan trước đây mấy người các ngươi làm sao đối với ta nào dễ dàng như vậy Tần Liệt trầm mặc chốc lát, khổ sở nói chuyện này không dễ làm, gia sư lần này là nhận ủy thác luyện đan, hắn lúc đầu bên ngoài dạo chơi, vừa may lúc trở về cách thượng nguyên của thành, gia sư nói, hắn ở thượng nguyên thành đợi không bao lâu, luyện hết đan dược, liền sẽ rời đi, lại thêm hoặc người, gia sư thậm chí không có ở trong thành luyện đan a, lão nhân gia ông ta vội như vậy, khẳng định còn có chuyện khác muốn làm, mục phủ yêu cầu phân ngạch, chỉ sợ là cực hạn. Tần nhất tuyệt đám người nghe xong rất thất vọng, từng cái ủ rũ. Tần liệt há có thể không biết bọn họ ý nghĩ. Long hồ đan, thiên tuyền đan, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói là bảo mệnh linh đan, mang theo trên người một cái, giảm mạnh nguy hiểm, chỉ bất quá này lưỡng chủng đan dược là khắc thị liên minh cấm bán. Mộc phủ bên kia yêu cầu vẫn là tiết nguyên kiệt cho phép, tần gia muốn đan dược, có linh thạch cũng mua không được. Đương nhiên, này cũng không phải chân chính nguyên nhân, thật tần liệt trong bóng tối bán đi một ít cũng không có gì, ngược lại đan dược đều là mình luyện chế nhưng là muốn muốn lấy trước ở tần ra mình đã bị đái ngộ hắn liền giận không chỗ phát tiết đương nhiên sẽ không dễ dàng đem đan dược bán đi tần nhất tuyệt chưa từ bỏ ý định ngẫm lại lại nói liệt tiên sinh ngươi xem có khả năng hay không như vậy nghiêm lão luyện đan thời điểm tình cờ ở giữa luyện thêm mấy viên nếu là như vậy liệt tiên sinh có thể hay không giúp một chuyện đây hắn đi theo lại nói há phương diện giá tiền liệt tiên sinh không cần phải lo lắng tần gia tuyệt đối sẽ không xử tệ tiên sinh. Tần liệt vừa nghe, lão nhân này thật là có khuyết điểm A, bản thân hướng mộc phủ trào giá cách đã quá cao, hắn còn muốn đi lên thêm, đây không phải là đưa cái cột tìm chặt sao. Tha là như vậy, tần liệt vẫn là giả bộ làm khó dễ lắc đầu, đón lấy thở dài nói ai, khó, khó A. À. Tần nhất tuyệt rất mất mát, than thở đem cúi đầu, cũng lại nói. Lúc này, từ đồng tinh đã bán đi, giá hơn 500 khối linh thạch, giá cả đã tương đối cao ngang. Tần Nhất Sơn mới vừa muốn nói gì, triển lãm đài phương hướng mấy cái to lớn hán tử mang một đại đỉnh đi lên triển lãm đài, chiếc đỉnh lớn này nhìn qua rất nặng, bốn cái cao lớn vạm vỡ đài hán đặt lên đài đều cố hết sức, thân đỉnh tròn vo, như là cổ ấm, ba chân xích kim, màu xanh màu đồng thân, lưu quang ẩn náu, nắp đỉnh phía trên một kim xích bảo vật chiếu lấp lánh, hai tai có khắc song long, vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Tần Liệt liếc mắt nhìn xe thích, xua tay cắt đứt Tần Nhất Sơn, hai mắt trợn tròn tiếp cận Thái Dương Đỉnh. Đương, đồng la lại vang, Trương Chi đồng nụ cười khả cúc đứng ở trên đài, tay đè Thái Dương Đỉnh lớn tiếng nói, đây là bản trường hôm nay thứ ba cái món đồ đấu giá, Thái Dương Đỉnh, đỉnh này lấy Thái Dương xa cùng trăm năm thanh đồng tinh chế thành, trọng một nghìn cân, quần hỏa tỏa linh, hiệu quả kỳ dai, tài hạ chứng kiến ở đây không ít quy chân kỳ đạo hiếu, tu vi đều là không tầm thường. Nói vậy thuật luyện đan cũng nổi tiếng có đỉnh này, luyện đan tỷ lệ thành công có thể tăng lên một thành, mọi người có thể đừng xem thường này một thành. Có này một thành, mỗi lô đan dược ít nhất sẽ thêm luyện ra một cái thành đan, không nói nhiều nói, đỉnh này giá bắt đầu một nghìn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 cái linh thạch, xin mọi người ra tay đi. Chương Chi đồng thâm ảm đạo này, đem mọi người khẩu vị điều ước chừng, quả như thế, trong đại sảnh bắt đầu rối loạn lên. Mà trên thực tế đây, trong đại sảnh quy chân kỳ tu sĩ cũng không nhiều đại bộ phận đều là linh hư kỳ tu sĩ đối một cái luyện đan lò mà nói rất nhiều người muốn tới đều không dùng chỉ bất quá thượng nguyên của thành chỗ trung tâm phù cận châu quận không ít mỗi lần đấu giá hội tân khách tất cả cũng không đều là thượng nguyên của thành tu sĩ còn rất nhiều ngoại địa tu sĩ tới trước đấu giá có tam lưu thế ra ít nhiều có chút bao hàm là cho gia tộc bồi dưỡng luyện đan sĩ đều có thể mang đến đầy đủ linh thạch đấu giá đủ loại bảo vật lại thêm, thiên, địa, hai chữ số quý trong phòng khách đều là thành danh cường giả, có tán tu, có thế gia, có lưu phái, bảy liều mạng tám góp, quy chân kỳ cao thủ cũng không phải ít, vì vậy rất nhanh liền có người ra giá. 1001, một 1100 ngàn một, một ngàn một năm, 1002, kêu giá thanh tần tần vang lên, trong đại sảnh loạn thành lung tung, trong trước mắt kêu giá người không thua 10 người, Thái Dương đỉnh giá cả thoáng cái liền bị đẩy tới một ngàn năm trăm khối linh thạch hạ phẩm tần liệt muốn hô không có cơ hội bất quá hắn cũng không nhìn ra mua nhiều người như vậy căn bản không cần sốt ruột hắn chỉ là theo chân kêu giá tiếng nhìn chung quanh nhìn một chút đã có người nào nhìn chúng thái dương đỉnh mà lúc này tần nhất tuyệt đột nhiên hỏi liệt tiên sinh nhìn chúng đỉnh này tần liệt quét hắn một cái gật đầu nói ừm tần nhất xuyên nói đỉnh này phẩm chất cực tốt hôm nay lại đến nhiều cao thủ như vậy nghĩ đến lại là một phen long tranh hổ đấu Tần Nhất Sơn nói tiếp, đúng vậy, bất quá đỉnh này nhiều nhất không cao hơn 5.000 linh thạch, nhiều hơn nữa cũng không giá trị. Đấu giá hội, liều mạng là tài lực, ở phương diện này, Tần Liệt có một ít bao hàm, bất quá hắn đối Tần Nhất Sơn nói cũng không dám chịu đại. Tần Liệt nhìn mình tam thúc, khóe miệng xem thường vết tích lộ rõ, 5.000 linh thạch. Tần Đào Hiếu cũng quá xem thường Thái Dương Đỉnh. Làm sao, còn có thể vượt qua cái giá này, Tần Nhất Sơn lơ đỉnh nhưng hắn nhìn ra tần liệt đối với coi thường, cùng tần liệt tranh luận. Tần Đức ở bên cạnh sắp xếp cùng cái gì giống như, bình chân như vậy nói ta cảm thấy phải tam thúc nói không sai, một phá luyện đan lò, 5.000 linh thạch đều không đáng, làm khó những người đó cạnh tranh mặt đỏ tía tai, ta xem là có hai phá tiền không có địa phương bỏ. Tần Nhất tuyệt một bên nhìn, không nói chứ nào, hai con mắt nhìn không chớp mắt đánh giá tần liệt, muốn nhìn một chút tần liệt đáp lại như thế nào. Tần Liệt vừa chú ý về giá cả thăng chiều hướng, một bên cười lạnh nói, nói vậy nhỉ? vị đối con đường luyện đan liền ra lông đều không thông đi, vậy mà nói Thái Dương đỉnh liền 5.000 linh thạch đều không đáng, khó trách Tần gia cho tới bây giờ vẫn là tam lưu thế gia. Ngươi nói cái gì? Tần Liệt không chút khách khí công kích, mà những lời này nhiễm nhiên đem toàn bộ Tần gia đều sao mang vào. Tần Đức giận tím mặt, họ liệt, đừng tưởng rằng một đại tiểu thư cho ngươi vài phần mặt mỏng liền có thể không coi ai ra gì, ngươi cho rằng ngươi là ai, không có nghiêm lão, ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này nói, chỉ sợ ngươi liền 50 khối linh thạch hạ phẩm nhập môn phí đều nộp không nổi, hừ. Tần nhất tuyệt hiển nhiên cũng rất cam tức, theo hắn, bản thân thân này chủ nhà họ Tần, chuẩn bị phòng đấu giá trên dưới lấy được một gian quý khách phòng đã tiến nhập thượng nguyên cổ thành quyền quý trong đội ngũ, này họ liệt chỉ là nhất giới tán tu, mượn bái sư nghiêm thọ người bên ngoài cho hắn vài phần mặt mỏng, bây giờ còn dẫm lên mặt mũi. Mặc dù căm tức, Tần nhất tuyệt như cũng khuyên giải an ủi bản thân không nên khinh dịch chấp nhặt với người nọ, bản thân là thân phận gì, hắn là cái gì sau lưng, một cái hậu sinh vãn bối, cũng liền đồ huynh hoang có chút bản lãnh. Mà nghe được tần đức cười nhạo, tần liệt còn lại là cười càng thêm khinh thường, tần ra tình huống hắn há lại sẽ không hiểu, từ trên xuống dưới nhà họ tần, nói dễ nghe là vì gia tộc ở tu chân giới địa vị đem hết toàn lực, trên thực tế rất nhiều tiền tài đều không đối địa phương. Cũng tỉ như nhãn giới, liền khá thấp, Thái Dương Đỉnh có thể đề cao 10% luyện đan tỷ lệ thành công, bọn họ căn bản không biết này 10% trọng yếu bao nhiêu. Làm sao ngươi biết ta nộp không nổi, liệt mỗ nếu muốn thật muốn mua một vật, xuất ra linh thạch là đủ đập chết ngươi, vô chi chính là vô tri. Tần liệt không chút khách khí đáp lễ nói, cả người đều lộ ra một cổ tài đại khí thô trạng thái. Vừa vặn lúc này, đại sảnh một cái dễ nghe tiếng âm vang lên, làm cho Thái Dương Đỉnh bán đấu giá tức khắc xa vào ngắn ngủi đình trệ năm nghìn năm tần đức vừa muốn phản bác chợt nghe cái này con mắt chừng lưu viên tam gia tần nhất sơn mạnh mẽ đứng lên bất khả tư nghị nói thật là có người ra đến năm nghìn ở trên giá cả tần liệt dương dương đắc ý nói nói các người vô tri còn không tin chân chính có thực lực mới sẽ không ngay từ đầu liền ra giá cả đây hắn vừa nói đứng lên mọi người nhìn về phía đại sảnh trương chi đồng mi phi sắc vũ ánh mắt chuyển hướng ra giá trước cửa sổ phía trên vậy mà treo chữ thiên bảng số hải nạp bách xuyên chữ thiên bảng số đều là lai lịch thế lực cực lớn mà cái kia ra giá người chỗ ở trong phòng trước cửa sổ rõ ràng là mộc phủ mộc tùy phong mộc nhị gia cũng tới tần nhất tuyệt đám người vì thế mà kinh ngạc lại vào lúc này một cái khắc chữ thiên người truyền đạt lập tức tăng giá lên tiếng sáu ngàn năm ngay từ đầu là năm mươi năm mươi tăng lên càng về sau những thứ này đại thế gia xuất thủ đúng là một ngàn mốt ngàn trướng Tần Đức mồ hôi tất cả xuống, ánh mắt liếc nhìn Tần liện mặt đỏ không thôi, Tần Nhất Sơn cũng là nét mặt già nua đỏ chói, bàn nãy hắn nói chắc như đinh đóng cột kết luận Thái Dương đỉnh giá cả hiện đang thoải mái vượt qua giới hạn, giống như chính hắn cho mình đến mút cái bạt tai. 6.000 năm, chữ thiên số 7 khách trọ người ra giá 6.500 khối linh thạch hạ phẩm, xem ra là một vị luyện đan ẩn sĩ, có còn hay không ra giá. Trương Chi Đồng hưng phấn rực dây, ngày đó tự số 7 khách trọ người cũng lộ ra hình dáng, lộ ra cửa sổ mọi người thấy cũng là một mặt không gì sánh được đẹp trai mặt người này áo xanh mũ quả dưa một cái chiết phiến mặt như ngọc khí vũ bất phàm xem niên kỷ lại là một gã phiên phiên công tử người này đứng ra toàn trường nhất thời ồn ào chỉ thấy phiên phiên công tử đứng ở trước cửa sổ xa xa chắp tay nói với mục tùy phong mục nhị gia đắc tội này bảo đỉnh, tài hạ thề ở tất thỉnh vật kiến quái mục tùy phong nụ cười khả cúc nói nguyên lai là liêu công tử nếu đỉnh này là lưu công tử âu yếm vật, mộc mỗ liền không đoạt cái người thích. Mộc Tùy Phong vừa nói, đúng là ngồi xuống. Trong đại sảnh tu sĩ gì tai thì thầm, không ít người đối họ lưu công tử chỉ trò, lớn tiếng than thở. Trong phòng, Tần Nhất Xuyên thổn thức thở dài nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là lưu dương, người này năm gần đây ở thượng nguyên của thành danh tiếng nhất sức, một tay thuật luyện đan thần hồ ký, trong thành nghe đồn, người này thuật luyện đan đã cùng nghiêm lão ngang nhau hắn chính là thành bắc tân tấn lưu phái tôn thiên tâm phúc, đồn đái hay đan công tử lưu dương. Nói ra người này thân phận, tận liệt cũng là hai mắt tỏa sáng, tôn thiên hắn đúng là không xa lạ gì, nhớ phải tiền trận một dạng vừa mới hắc thị liên minh thời điểm, tiết nguyên kiệt liền đề cập tới thành bắc tân tấn bá chủ, chính là tôn thiên, người này mang theo nhất ba ngoại lai tu sĩ cùng thành đông bá chủ hoàng thao đánh đầu rơi máu chảy, cuối cùng chiếm giữ thành bắc, cùng ba thành bá chủ tạo thành tư thế ngang nhau. Chỉ là này Lưu Dương, tần liệt đến là lần đầu tiên nghe nói bất quá theo mộc tùy phong thái độ đến xem hắn cư nhiên đem thái dương đỉnh cứ như vậy để cho cho liêu dương nghĩ đến mộc phủ đối thành bắc cũng có mời chào kết giao hiểm nghi quả như thế mộc tùy phong rời khỏi để cho liêu dương đỗ trạng nguyên giá tiền này ra đến 6.000 năm không thấy nữa chướng qua thật cũng dễ lý giải liền đại danh đỉnh đỉnh mộc phủ cũng không muốn cùng liêu dương tranh đoạt thái dương đỉnh kẻ khác còn sao được như thế nào đủ tư cách tần đức nghe ở đây dùng cơ lộng ngữ khi nói với tần liệt, họ liệt, ngươi không phải là muốn thái dương đỉnh sao. Gia châu thổi lên, có bản lĩnh ra giá A. Hắn chắc định tần liệt kim ngọc bên ngoài ruột bông sách trong, nói lời này chính là muốn nhìn tần liệt chê cười. Chỉ là đáng tiếc, tần đức muốn nhìn tần liệt chê cười là chú định nhìn không thấy. Hắn khinh nguyệt liếc mắt nhìn tần đức, cũng không nói nhiều, vừa lúc nghe được dưới lầu trương chi đồng liền hô hai tiếng, nói, 6.500 khối linh thạch có còn hay không ra giá tận dụng thời cơ a à. nói đến đây nói hắn hô hai lần nữa có một lần liền giải quyết dứt khoát đúng lúc này tần liệt hướng về phía bên cạnh Thì nữ ngọc nhi gật đầu một cái nói ra giá sáu ngàn sáu ngọc nhi mỉm cười hạ thấp người eo thon nhỏ bãi động đi tới trước cửa sổ dùng chung đồng vậy tiếng nói hô mà từ số 19 phòng ra giá sáu nghìn sáu trăm khối linh thạch xôn xao tuy là vẻn vẹn thêm một trăm khối linh thạch nhưng trong đại sảnh như cú dâng lên hiếm thấy dậy sóng. Ai ra giá, lại dám cùng lưu dương đoạt bảo vật, mà tự số 19 phòng là cái nào thế ra? Lúc này bên trong gian phòng bên ngoài, đều là sôi trào khắp trốn cảnh tượng, trong phòng tần đức há hốc miệng, khó có thể tin nhìn tần liệt. Ở trong lòng hắn, tần liệt chẳng qua là nghiêm thọ đồ đệ, coi như nghiêm thọ luyện đan bản lĩnh cao cường kiếm tiền năng lực không người nào có thể so, trung quy sẽ không đem linh thạch đưa cho tần liệt phung phí đi. Giữa lúc Tần Đức kinh ngạc thời điểm, chữ thiên số 7 phòng bên kia ra giá tiếng lần thứ hai vang lên 7 000 Xôn sao? Toàn trường xôn sao động, không ít người nhìn trời từ số 7 phòng âm thầm líu lưỡi, 1.000 mút ngàn thêm, này Liêu Dương cũng quá tài đại khí thô. Thế nhưng không đợi mọi người phản ứng qua đến, mà tự số 19 phòng Ngọc Nhi lại một lần nữa cử bảng số 7 ngàn mút. Lại tới 8 000 8 mút, 9 000 mốt. Đấu giá đại chiến kéo ra màn che, hai căn phòng kêu giá càng lúc càng nhanh, khiến người ta buồn cười là, vô luận lưu dương bên kia ra bao nhiêu linh thạch, tần liệt cũng chỉ thêm 100 khối, không nhiều cũng không ít. Tần nhất tuyệt đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn tần liệt, gần như sắp không tiếp thu cho hắn. Nghiêm thọ đồ đệ xuất thủ đều xa hoa như vậy, chẳng lẽ trong thiên hạ luyện đan sĩ đều giàu có sung túc sao? Một vạn. Sau một lát, một cái to thanh âm thay thế trước ra giá thì nữ thanh âm, hiển nhiên Liêu Dương đã phát hỏa. Chỉ bất quá, Tần Liệt đối thái Dương Đỉnh là thế ở tất, hướng về phía Ngọc Nhi nháy mắt, Ngọc Nhi mím môi không nhịn được khanh khách nhạc khởi đến, tiến lên phía trước nói một vạn lẻ một trăm. Tần Đức thấy Tần Liệt uy phong lẫm lẫm, tức khắc giận không chỗ phát tiết, giễu cần nói, họ Liệt, nào có ngươi như thế ra giá, ngươi rõ ràng là phá đám, nếu muốn Liêu Dương không nữa hô, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Tần liệt quá giải khai Tần Đức tính cách. Trước đây ở Tần gia, hắn ngay các mặt chèn ép nhị ca, xem chính là vì không cho nhị ca thượng vị. ở trước mặt phụ thân biểu hiện ra văn võ toàn tài một mặt. người này chính là thấy không được người khác tốt. hôm nay có cơ hội làm thấp đi Tần Đức, Tần liệt đương nhiên không có bỏ lỡ thời cơ. ánh mắt chuyển hướng Tần Đức, Tần liệt cười nhạo nói: thì tính sao? ngươi không phải nói liên nhập cửa phí đều nộp không nổi sao? có bản lĩnh, ngươi cũng hô a. À. ta Tần Đức nhất thời nghẹn lời, hắn chỉ là tần gia một gã con trai trưởng, còn không có nắm quyền, kia có tư cách ra giá, khoan hãy nói Thái Dương đỉnh đối tần gia vô dụng, cho dù có dùng, này một vạn tệ linh thạch cũng không phải tần gia vỗ vỗ ót là có thể lấy ra. Một vạn hai ngàn, tần Đức tức đỏ mặt tía tai, đang lo không có cơ hội đáp lễ tần liệt, đột nhiên, chữ thiên số bảy phòng thoáng cái thêm hai ngàn khối linh thạch đi lên, lần này, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào. Hải nạp bách xuyên phòng đấu giá tới khởi hành đến nay, giá sau cùng ở trên cao vạn linh thạch ở trên món đồ đấu giá hiện nay chỉ có một thứ, mà lần này, lại một lần nữa vạn khối linh thạch bảo vật ra đời. Trương Chi Đồng vô cùng kích động, cầm cái vồ gỗ tay đều đang run rẩy các vị đạo hiếu, các vị đạo hiếu, an tâm một chút chớ khô, lưu công tử ra giá một vạn hai ngàn khối linh thạch, có thể thấy được Thái Dương Đỉnh tại luyện đan ân sĩ mà nói quá lời muốn không gì sánh được, chính là chim khôn lựa cành mà đậu, tài hạ nghĩ, nếu đỉnh này đặt ở lưu công tử còn có vị kia thần bí trên người đạo hiếu nhất định có thể rực rỡ hào quang trương chi đồng không hố kinh nghiệm lão luyện biết rõ tần liệt còn có thể tăng giá vội vã đến một phen diễn đạt dẫn phải toàn trường tu sĩ nhiệt huyết sôi trào hàng trăm ánh mắt đều là tả nhìn về phía mặt từ số 19 phòng trước cửa sổ lúc này tần nhất tuyệt đều không có ý tứ đem mặt lộ ra đi phía dưới Trương Chi Đồng nói, mà tự số 19 phòng đạo hiếu, này còn ra giá cả sao. Trong phòng, mọi người không khỏi nhìn về phía Tần Liệt, Tần Liệt vẫn là vậy thái nếu tự nhiên hướng về phía Ngọc Nhi nháy mắt. Một vạn hai ngàn mốt, lại thêm một trăm, cái kia trong phòng là ai a à, keo kiệt như vậy. Đúng vậy, Liêu Công Tử mới là đại thủ bút, một ngàn lượng ngàn đi lên thêm, xem hắn, liền thêm một trăm. Các ngươi biết cái gì? Nhân ra đó là biết tiết kiệm, linh thạch là gió lớn thổi tới sao? Tùy tùy tiện tiện liền thêm nhiều như vậy. Trong đại sảnh líu díu thanh âm liên tục quanh quẩn, thoạt nhìn đều bị trận này ngươi chết ta sống đấu giá làm huyết mạch sôi sục. Mà lúc này, chữ thiên số bảy phòng lưu dương rốt cục đưa mắt chuyển qua đến, dài nhỏ lông mi ẩn không hề vui vẻ thoáng qua, nhưng cùng lúc lại thêm có một tia u ám cùng ngưng trọng. Hắn ngẫm lại, nói số 19 phòng đào hữu đúng là đại thủ bút, liêu mỗ bất tài, muốn cùng đạo hiếu lần gắng sức cuối cùng. Hắn vừa nói, bản thân dơ lên bảng số nói, không. Sau một khắc, ồn ào tiếng không còn sót lại chút gì, toàn bộ đại sảnh biến phải lặng ngắt như tờ. không, thành Bắc tôn thiên tâm phúc đúng là tài đại khí thô, thoáng cái, lại thêm 3.000, này có thể vượt qua xa thái dương đỉnh giá trị thực tế. Số 19 cửa phòng, tần nhất tuyệt đám người xem không chuyển tình nhìn chằm chằm tần liệt, muốn nhìn một chút hắn, như coi như thế nào. 15,000 khối linh thạch, đối với một ít nhị lưu thế gia tự nhiên không đáng giá nhắc tới, thế nhưng giống như tần gia như vậy tam lưu thế gia cũng là một khoản tiền lớn. Tần gia chú đóng ở Biện Kinh, mặc dù có thể trở thành đương địa bá chủ, là là bởi vì tần gia nhà cũng phía dưới có một đầu dài đạt trăm mét linh quáng mạch khoáng, dài đến trăm mét linh mạch cùng cam chỉ sơn đương nhiên không còn cách nào sánh ngang, có thể cái quặng mỏ này cũng là tần gia hơn 200 năm đến căn cơ, cái quặng mỏ này trong có một khối linh thạch thượng phẩm mỏ mắt, mỗi ngày đều có thể sinh sôi ra đạt hơn hơn hai vạn khối linh thạch hạ phẩm, thế nhưng tần gia dù sao gia đại nghiệp đại. Hàng năm môn nhân đệ tử tiêu dùng liền không phải số ít, vì vậy đừng xem mỗi năm đều có hai vạn linh thạch nhập trướng, nhưng tồn kho linh thạch cũng là không nhiều lắm. Coi trường lớn như vậy một cái gia nghiệp, tần nhất tuyệt không thể không đem một khối linh thạch bẻ thành hai nửa bỏ, sao lại giống như tần liệt như vậy tiêu tiền như nước. Đương nhiên, hắn không biết tần liệt hiện tại bản lĩnh thần bí tinh bản chiết xuất đan dược năng lực để cho so với hắn phổ thông luyện đan ẩn sĩ thành đan tỷ lệ thành công mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần linh thạch cho hắn mà nói chính là đổi lấy bảo mệnh linh khí bảo vật vàng bạc tiền không có có thể được lợi cùng bảo vật lỡ mất dịp tốt tuyệt đối không thể thoạt nhìn lưu dương lần này ra giá là từ chiến đến cùng nói rõ hắn mang đến linh thạch cũng không nhiều tần liệt khẽ mỉm cười nói ngọc nhi ra giá Tần Phong cả kinh nói, liệt tiên sinh, 15,000 khối linh thạch, không nghĩ nữa muốn. Tần Liệt đạm nhiên cười nói, không khối linh thạch mà thôi, còn cần muốn sao? Ngọc Nhi, ra giá. Thì nữ Ngọc Nhi kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nắn thuấn sau rào rạt lên nụ cười vui vẻ, đứng ở phía trước cửa sổ, huy động cánh tay, một vạn năm nghìn một trăm. Ẩm. Lần này, phòng đấu giá bùng nổ, tự liền mộc tùy phong đều đến đứng phía trước cửa sổ, trực câu câu nhìn chằm chằm mà tự số 19 phòng. Trương Chi Đồng vui vẻ mi phi sắc vũ, cao giọng hô, một vạn năm nghìn một trăm, Liêu Công Tử, này còn muốn thêm sao? Chứ thiên số 7 phòng lưu Dương ra mặt đầu đầu, cuối cùng vẫn thở ra một hơi lắc đầu. d a n g g Mốt tiếng chiêng vang, giải quyết dứt khoát, Trương Chi Đồng hô lớn, chúc mừng mà tự số 19 phòng, mạnh mẽ phải thái dương đỉnh, cái tiếp theo món đồ đấu giá mà từ số 19 bên trong phòng, lúc này như như bàn không người an tĩnh, Tần Đức, Tần Nhất Sơn nhìn Tần Liệt giống như nhìn một con quái vật, không khối linh thạch, nói bỏ liền bỏ, tiểu tử này tức quá đủ điểm đi, nghĩ lại tới lúc trước đối Tần Liệt khinh thường, hai người trao đổi ánh mắt sau, không cam chịu cúi đầu. Nói Tần Liệt không có linh thạch, Tần Liệt dùng hành động ban đánh trả, hai người xấu hổ không dám nhìn thẳng Tần Liệt. Tần Liệt hành động này cũng không phải hoàn toàn bởi vì dỗi, này Thái Dương Đỉnh hắn là thật ưa thích, e tần liệt biết, chỉ cần lấy được Thái Dương Đỉnh, hắn liền có thể đề cao nguyên dương đan tỷ lệ thành công, đối với tu hành nhiều chỗ tốt. Không có thứ gì có thể cùng bản thân tu vi so sánh, thì giống như chuyện gì cũng kém hơn hắn tính mạng trọng yếu. Lặng ngắt như tờ trong, Ngọc Nhi di động tới bước liên tục đi qua đến, nhẹ nhàng thi lễ, nói, liệt tiên sinh, Thái Dương Đỉnh đã chuyển qua thiên thính, đợi đấu giá hội kết thúc lại lĩnh, thế nhưng linh thạch này trả trước thật sao? Tần liệt mỉm cười, không chút nào như sờ tay vào ngực, điểm số 151 khối linh thạch trung phẩm, sau đó ném ở Ngọc Nhi trong tay trên mâm, nói trong túi cản khôn có, ngươi cầm đi đi, đem cái túi mang về. Đa tả tiên sinh, Ngọc Nhi tươi cười rạng rỡ nàng chỗ ở trong phòng có thể thúc đẩy giao dịch, phòng đấu giá đối với nàng tự có tưởng thưởng. Mọi người thấy tần liệt mắt đều không nháy mắt một cái nộp lên hơn 15,000 khối linh thạch, tần nhất tuyệt con mắt đều ở đây tỏa ánh sáng cái gì gọi tài đại khí thô là cái này tần nhất tuyệt không so với thường nhân nhìn tần liệt xuất thủ hào phóng hắn lòng tràn đầy nghi ngờ đều nói nghiêm thọ keo kiệt đương nhiên sẽ không đem lớn như vậy bút linh thạch giao cho tần liệt giải quyết mặc dù thái dương đỉnh là nghiêm thọ muốn thế nhưng nghiêm thọ cũng không tại thượng nguyên cổ thành hắn là không có khả năng sớm biết hải phòng đấu giá sẽ vỗ bán đỉnh này chẳng lẽ liệt phong đã chiếm được nghiêm thọ truyền thừa có thể đại biểu nghiêm thọ Tần nhất tuyệt trong lúc nhất thời muốn nhiều, nghĩ thầm, người này tuyệt không thể đắc tội, ngược lại muốn leo dao, mới đúng tần ra có lợi, nghĩ tới đây, tần nhất tuyệt xuất hiện lôi kéo tâm tư, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên tần đức ở một bên không thua tức đích nói thầm. Hừ, người linh thạch nhất định là tiền trận một dạng một phủ đưa đi mua đan dược, không qua nghiêm lão chuẩn cho phép tùy ý giải quyết, cùng nghiêm lão hồi tới thăm ngươi làm sao giao phó. Tần Đức, câm mồm. Tần Nhất Tuyệt vừa nghe tâm gọi hỏng, làm sao nói cái gì đều nói lung tung. Hắn mới vừa phải nói, tần liệt cười hì hì nói, ha ha, các hạ không đề cập tới này rẽ tải hạ ngược lại quên mất, nói không sai à, làm sao cùng ân sư giao phó đây, xem ra muốn phiền não một trận, ai, tần gia chủ, người xem tải hạ phạm sai lầm lớn, e là cho dù tải hạ muốn vì tần gia chủ nói ngọt, ân sư cũng sẽ không đáp ứng, đan dược sự tình, ta xem coi như đi. Ngươi, tần đức kém chút không có tắt hơi, Tần Nhất Tuyệt thấy thế sợ hắn chuyện xấu vội vã quát lên, Tần Đức, nữa không im miệng, liền bò trở lại cho ta. Bị Tần Nhất Tuyệt tại chỗ gian dậy, Tần Đức nữa không dám lên tiếng, hầm hừ tựa lưng vào ghế ngồi sinh khó chịu. Tần Nhất Tuyệt vứt cái mặt lạnh sau thu hồi nghiêm túc biểu tình, thay nếu tự nhiên đối Tần liền nói, liệt tiên sinh, tại hạ ngược lại không gấp, nếu có cơ hội, còn là hy vọng liệt tiên sinh có thể ở nghiêm lão phía trước nói tốt vài câu, tại hạ sẽ không bạc đái liệt tiên sinh. Tần Liệt thấy cha an nói khép nép, liếc một cái, chỉ là ân một tiếng không nói thêm gì nữa. Cái tiếp theo món đồ đấu giá, nam sinh trung nhũ, giá cả 300, một lần tăng giá không thể ít hơn 30, thỉnh các vị đạo hữu xét xuất thủ. Đồng la vừa vang lên, một vòng mới bán đấu giá bắt đầu, thái dương đỉnh nhiệt lượng thừa chưa tiêu, lại là dâng lên một vòng dậy sóng. Nam sinh trung nhũ ở tu chân giới cũng không hiếm thấy, thế nhưng Triệu Quốc Tài nguyên thiếu thốn, rất ít có thể nhìn thấy như thế trung nhũ, sở dĩ tăng giá thế cũng là cực kỳ mạnh, không lâu sau liền nhảy đến 800 giá cao. Tần liệt hờ hứng sau chỉ lo đùa tần tử dám đùa, trong phòng bầu không khí lộ vẻ phải có một ít kiềm chế, thế nhưng rất nhanh, tần liệt nghe được nhị ca tần phong cùng hai vị tổ phu nhân nói nhỏ lên, nóng lòng muốn thử muốn ra giá. Tần nhất tuyệt thấy thế tràn đầy không vui, dên một tiếng nói, phong nhi, ngươi là dự định đấu giá nam sinh trung nhũ sao. Tần phong khẽ cắn môi, cũng không lo tần liệt bên người, phốc thông một tiếng quỷ trên mặt đất, phụ thân, tử dám cần vận này. Tần Đức nghe vậy lại dũng cảm nhi, nói, nhị đệ, ta khuyên qua ngươi, tử dám không thích hợp tu hành, ngươi làm sao lại chết như vậy tâm nhãn đây. Uổng phí hết trong nhà linh thạch, còn không bằng bồi dưỡng tử côn, tử hảo. Tần Phong cố nén nước mắt không có chảy xuống nói, phụ thân, đại ca, nhị vị thúc thúc, lần này cạnh tranh vận này, chính là dùng ta và tiên nhi, Minh quân tổn chữ linh thạch tuyệt sẽ không liên lụy trong nhà. Tần Đức tức giận nói, người linh thạch thì không phải là trong nhà cho sao. Lại nói, người về điểm này linh thạch đủ làm cái gì. Tần Liệt nghe liền nổi giận, không đợi mở miệng, tiểu tử kia tần tử dám dùng nghi hoặc ngữ khí nhỏ giọng hỏi, liệt thúc thúc, ta vì sao không thích hợp tu hành. Lời vừa nói ra, trong phòng mọi người trầm mặc, tề tiên nhi cùng phan minh quân không nhịn được khóc lên, thế nhưng là không cho tần tử dám chứng kiến, cái đầu xoay đi qua. Tần Phong ủy khuất không thôi, cúi thấp đầu nói, phụ thân, 20 năm trước, thập tam chính là như vậy, ta không muốn tử dám cùng thập tam một dạng, ít nhất, ta vì hắn bỏ ra qua. Nhắc tới, thập tam, hai chữ, tần nhất tuyệt đám người nhất thời mặt trầm như nước, mà tần liệt còn lại là tâm bị xúc động, nhị ca không muốn để cho tử dám cũng đau lòng, nhưng lời này, hắn lại không cách làm dứt khoát nói ra khỏi miệng. Tần nhất tuyệt đúng là cam tức nói, ý ngươi là vì phụ trí thập tam tại không để ý, hắn mới sẽ bỏ nhà ra đi sao. Ngươi thật là to gan một dạng. Nhi không dám, tần phong một cái đầu cắn xuống. Thấy tần nhất tuyệt nổi giận lên, suy nghĩ nói thêm gì đi nữa nhị ca nhất định phải đã bị trách phạt, xúc cảnh sinh tình, tần liệt càng phiền muộn tức giận, thấy Ngọc Nhi trở về, không đợi mọi người tranh cái, hắn đột nhiên nói, Ngọc Nhi, nhìn một chút nam sinh trung nhũ gọi vào bao nhiêu linh thạch thì nữ Ngọc Nhi đáp một tiếng, ở trước cửa sổ đi qua, xoay người lại nói, hồi liệt tiên sinh, phía dưới ra giá 930 khối linh thạch. Tần liệt ân một tiếng nói, ra giá, một ngàn mốt, ai nữa kêu giá, giống nhau tăng giá một trăm, mãi đến mua đến tay cho đến. Vâng, tiên sinh, Ngọc Nhi cúi đầu, trong phòng lần thứ hai tĩnh mịch lên. Tần Phong kinh ngạc nhìn Tần Liệt, có ủy khuất, lại thêm không có lời giải cùng oán giận, Liệt tiên sinh, người cũng muốn nam sinh chung nhũ. Tần liệt cười vuốt tần tử giám đầu, nói: Nam sinh trung ngũ là ta thay ngươi cho tử giám mua. Ngươi thiếu bao nhiêu linh thạch, ta tu bổ. Ai bảo ta thích đứa bé này đây? Hắn vừa nói, ngay sau đó các đức sẽ mở miệng tần đức nói: Ngươi yên tâm, linh thạch khỏi cần các ngươi còn. Tần phong huynh sau này có linh thạch liền trả lại cho ta, không có cũng không cần nóng lòng. Ngược lại ta không thiếu linh thạch. Hắn nói như vậy một vẻ, thấy tần nhất tuyệt khí sắc cũng không phải là chuyện tốt. Rồi đối tần nhất tuyệt nói: Tần gia chủ ta đổi chú ý, sau này mỗi tháng ta có thể cho tần gia cung cấp một cái long hổ đan cùng một cái thiên tuyển đan, làm như trao đổi, tần gia nhất định phải dốc lòng chỉ bảo tử giám, này ý như thế nào? Chuyện này, tần liệt không đầu không đuôi toát ra một câu nói để cho tần nhất tuyệt mọi người tại chỗ kinh ngạc. Lúc này tần nhất tuyệt bị tần liệt lộng không hiểu ra sao, hắn làm sao lại nhìn chúng tần tử giám, trong nhà vô dụng nhất một đứa bé, cư nhiên bội thụ hắn yêu ái, nguyên nhân là cái gì? Tần Nhất Tuyệt không giải, cũng không nói, Tần Liệt thấy thế trong lòng nộ, là Tần Phong, hắn từ trong lòng ngực móc ra long hổ đan, thiên tuyển đan các một cái vỗ lên bàn. Linh đan phẩm chất cao mùi thơm thuần chất, trong sát na tràn ngập không phòng lớn ở giữa, nhìn trên bàn lập lòe linh hoàng đan khí lộng lẫy, Tần Nhất Tuyệt muốn không đáp ứng đều không được. Bất quá tần nhất tuyệt cũng không có giống như những thứ kia không có từng va chạm xã hội tiểu nhân vật, dù sao cũng là đứng đầu một nhà, tần nhất tuyệt không dám vọng động, chỉ là trầm giọng nói tử giám nguyên bổn chính là người tần gia trong nhà thì sẽ lo liệu hắn điểm này liệt tiên sinh không cần phải lo lắng còn như đan dược này tần liệt cũng biết mình hôm nay dị thường đổi lại bất kỳ một cái nào thời điểm hắn cũng sẽ không liều lĩnh vô độ đến trình độ như vậy xem quen tần nhất tuyệt cùng tần đức sắc mặt tần liệt không muốn đợi tiếp nữa thống khoái nói đan dược giá cả cứ dựa theo cho một phủ giá cả đến đây là tháng này tháng sau phái người tới lấy còn như linh thạch còn cho là tần tử dám dùng chút thuốc bổ linh dược đi tần liệt vừa nói đứng lên vuốt tiểu tử kia tóc nói tiểu tử kia thuốc thuốc còn có chuyện quan trọng muốn đi trước một bước sau nghe cha ngươi nói tần tử dám niên kỳ mặc dù không được nhưng cảm thụ được tần liệt quan tâm thuốc cháu thân phận không có làm rõ hắn đối tần liệt cũng là thập phần ưa thích tần tử dám dùng sức gật gật đầu nói thuốc thuốc yên tâm tử dám sẽ nghe phụ thân nói vậy thì tốt Tần Liệt nhìn về phía thì nữ Ngọc Nhi, nói ta có việc đi trước một bước, mang ta đi lấy Thái Dương Đỉnh, mặt khác. Nam sinh trung nhũ còn không có vỗ bán hết sao. Rõ là phiền toái. Ngọc Nhi cười nói, Liệt tiên sinh, Nam sinh trung nhũ đã vỗ xuống đến, Ngọc Nhi mang tới cho ngài, vẫn là. Khỏi cần, cho Tần Phong huynh lại, mấy vị, cáo tử. Tần Liệt nói xong, không được cho Tần Nhất Tuyệt nói cơ hội, đẩy cửa ra bước dài rời khỏi mà tự số 19 phòng đấu giá hồi phía sau sự tình tần liệt liền không nữa biết được hắn cũng không cho tần phong đáp tả cơ hội đó là bởi vì hắn cảm giác mình hôm nay biểu hiện quá kích động nếu không phải là tần phong sự tình để cho hắn nhớ tới nhiều năm trước bản thân hắn tuyệt sẽ không như vậy lỗ mãng hôm nay vỗ xuống thái dương đỉnh đúng là không có gì mượn linh thạch cho tần phong sự tình nhất định sẽ dẫn tới hữu tâm nhân chú ý giả như tiết nguyên kiệt biết không đúng còn phải nghĩ cái cớ giải thích một phen bất quá này cũng không tính là sự tình dù sao tiết nguyên kiệt đã biết việc khác tiền trận một dạng bán đi đan dược thu rất nhiều linh thạch mua một luyện đan lò có thể nói thành là vì đề cao dung nguyên đan tỷ lệ thành công theo thiên thính thu thái dương đỉnh tần liệt trở lại nghiêm phủ tự mình động thủ vận dụng linh lực trên mặt đất mở một cái hố to sau đó chất đống chút cục đá sau làm ra một cái cái máng đem thái dương đỉnh cất xong hiện tại hắn có hai cái luyện đan lò có thể đồng thời luyện chế dung nguyên đan cùng nguyên dương đan đầu tiên dung nguyên đan dù sao loại đan dược này cần 77 đến 49 ngày tôi luyện đan, hắn thời gian không nhiều lắm, nữa không bắt đầu luyện chế có lẽ cơ hội cũng không nhiều. Học tập luyện đan hơn nửa năm, hóa sinh phần quyết từ từ thành thảo, tần liệt dựa theo đan phương đem dược liệu mang tới, nhất nhất đặt vào, lợi dụng hóa sinh phần quyết nhất nhất luyện thành dược dịch. Hắc Phục Linh, Ma Tử Thảo, Băng Tuyết Tinh Nhũ, này ba vị thuốc so với luyện chế nguyên dương đan tài liệu càng thêm khó luyện, riêng là Băng Tuyết Tinh Nhũ, này vị thuốc chính là lấy ra triệu quốc cực bắc khổ hàn chi địa tuyết sơn chi đỉnh sâu nhất chỗ trong tuyết động lấy ra một khối tuyết tinh tuyết này tinh ít nhất chôn giấu trăm năm hàn khí cực thịnh luyện chế thời điểm đối nguyên dương chân hỏa khống chế yêu cầu cực nghiêm cách không cẩn thận liền dễ dàng hủy diệt tài liệu tần liệt liên tục thí vài lần cũng không được pháp cuối cùng quyết định nghỉ ngơi một ngày trở lại thái dương đỉnh không lại tần liệt ngược lại luyện chế nguyên dương đan viên thuốc này quy trình hắn đã quen việc dễ làm thử nghiệm luyện chế hai lần đúng là thái dương đỉnh hiệu quả thật tốt, đến tối muộn, vậy mà ra một lò ba miếng thành đan, dư toàn bộ đều là bỏ đan, thành công này xuất thật không phải là thổi. Thái dương đỉnh có thể đề cao luyện chế thành công suất một thành, chỉ là một nhất hạn độ, luyện đan sĩ tay nghề càng là thành thạo, thái dương đỉnh phát huy được hiệu quả lại càng tốt, ban đêm hắn luyện hai lô, đúng là ra năm miếng thành đan, mười mấy mai phế đan, còn hơn nhiều ngày trước tỷ lệ thành công thành bội đi lên lật. Sau đó hắn rèn sắc khi còn nóng, lại luyện mấy lô quả thật là tỷ lệ thành công đề cao tần liệt không khỏi đại hỷ nữa sau đó hắn ngồi xuống lợi dụng thần bí tinh bản chiết xuất đan dược đáng tiếc là theo linh hoàng tinh lực cùng thanh vân tinh lực lần thứ hai chiết xuất sau đại bộ phận đan dược cuối cùng đều là thất bại một viên thượng phẩm đan đều không thành công đưa tới hắn buổi chiều nỗ lực thành quả phó mặc tần liệt cũng không nổi giận thanh vân tinh lực nắm giữ thời gian còn quá ngắn nhiều lần thất bại cũng thuộc về bình thường hiện tại chính yếu đề cao thuật luyện đan cùng thành đan xác suất đồng thời tu luyện thanh vân tinh lực dùng không bao lâu nhất định sẽ rất nhiều lượng sản ra thượng phẩm nguyên dương đan tần liệt đối tương lai tràn ngập lòng tin chút bất chi bất xác chân trời dĩ hiện màu trắng bạc chỉnh lý một phen hắn quyết định nghỉ ngơi một hồi đi thêm tu luyện vì vậy ngã xuống giường nhắm mắt dưỡng thần cùng lúc đó tần ra lại không bình tĩnh như vậy lúc đêm khuya yên lặng như tờ tần nhất tuyệt trong phòng còn tay nắm mở nhạt ngọn đèn dầu đường hạ chỉ có tần phong một người đứng ở bên trái nghe cha giáo huấn ngươi là lúc nào cùng liệt phong có này giao tình tần nhất tuyệt trở lại một cái liền lên tiếng chất vấn đem tần phong lộng lơ ngơ tần phong nói hồi phụ thân nhi theo từng gặp liệt phong cũng không biết hắn hôm nay tại sao biết cái này sao làm tử giám sư tình hắn đều biết vâng tần nhất tuyệt suy nghĩ một chút nói xem ra hắn là thật thật thích tử giám đứa bé này thế nhưng trong lòng ta trung quy thấy phải không đúng chỗ nào giống như hắn người như vậy làm sao sẽ đối một đứa bé như vậy để tâm hơn nữa long hổ đan thiên tuyền đan là bực nào bảo đan hắn thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn cứ như vậy lấy ra tần phong còn có thể nói cái gì hắn cũng buồn bực a à, liền nói lần trước gặp mặt vẫn còn là một phủ cùng tần đức đánh nhau thời điểm thấy thế nào liệt phong cũng không giống là một cái tùy ý ban ân người tần nhất tuyệt thấy tần phong không nói lời nào không lời nói ai, tính, bất kể nói thế nào, có thể phải liệt phong yêu ái, cũng là tử giám phúc khí, vi phụ sẽ thông báo cho trong nhà, ngươi đem tử giám đưa về biển kinh, từ trong nhà bình thường lo liệu, ngoài ra, nam sinh chung nhút sự tình vi phụ tận lực cho ngươi muốn làm biện pháp, bất quá tử giám thân thể thế nào, ngươi so với ta phải rõ ràng nhiều, nếu phải không, cũng không phải cưỡng cầu. Tần phong kích động lệ nóng doanh trọng, vội vã quỳ xuống đất cắn đầu, đa tạ phụ thân. Tần nhất tuyệt than thở, ta cũng không tất, bắt đầu từ ngày mai, ngươi chú ý nhiều hơn một cái nghiêm phủ hướng đi, ta thấy liệt phong cùng ngươi chơi thân, các ngươi nhiều đi vòng một chút, người đối diện trong tự mới có lợi, đúng rèm sắc khi còn nóng, ngày mai ngươi mang theo tử giám đi trước bái tạ một cái liệt phong, bất kể nói thế nào, nhân ra cũng thay ngươi ra linh thạch, linh thạch này không thể từ hắn xuất, ngươi đi tìm ngươi tam thúc, thỉnh một ít linh thạch đi ra còn cho người ta. Nhớ, thật dễ nói chuyện, đừng như đại ca ngươi, chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa. Tần Phong đại hỉ, cắn mấy cái đầu, rời khỏi thư phòng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tần Phong đúng là mang theo Tần Tử Giám qua phủ bái tạ, Tần Liệt cũng chiêu đãi bọn họ, nhưng là bởi vì chung quanh hiểu biết rất nhiều, cũng không có biểu hiện ra quá mức thân cận thái độ, chỉ là cùng Tần Tử Giám chơi đùa một hồi, liền đem Tần Phong khuyên trở lại. Quá trình cũng không dài rằng rặc, nhưng Tần Liệt luôn luôn đè nén đối Tần Phong tình huynh đệ nghị làm một ít trái lương tâm lại không sao lời nói dối. Mãi đến đưa đi Tần Phong, Tần Liệt phía sau cánh cửa đóng kín bắt đầu bản thân tu luyện đại kế. Ba tháng sau, Tần Liệt thuận lợi hoàn thành đối dung nguyên đan bốn vị chủ tài tinh luyện, chính thức dựa theo đan phương quy trình tiến hành 77 đến 49 ngày bồi đan, mà trong quá trình này, hắn đúng hẹn giao cho một phủ 100 viên thuốc, đồng thời cũng luyện chế nhiều nguyên dương đan chiết xuất đồ dự bị. Ba tháng không dài, thế nhưng ở Tần Liệt chẳng biết mệt mỏi dưới việc tu luyện, chiết xuất năng lực đề cao thật lớn. Ba tháng sau, hắn đã có thể theo gần 10 miếng thành đan trong thành công chiết xuất ra một cái thượng phẩm nguyên dương đan. Nguyên dương đan hiệu quả không ngờ được, ăn ăn thêm một viên, liền sẽ cảm giác được vô cùng vô tận linh khí theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Mỗi lần tận liệt đều cảm giác được liền oái dung tương đều không cách nào hỗ trợ hoàn toàn thu nhận, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gia tăng oái dung tương nồng độ, nhờ vào đó điên cuồng tu luyện. Sau đó thời gian thì đơn giản nhiều, hắn một bên luyện đan một bên chiết xuất một bên luyện tập phù phong kỳ một bên luyện tập càn kinh phù chú vẽ phù pháp thuật phương diện cũng không có hoàn toàn gác lại ở không có được cường đại pháp trước cửa hắn tóm lấy phù phong kỳ không có phí công trời chưa tối giả tu luyện nhoáng lên hai năm trôi qua tần liệt mượn vô số đan dược bổ dưỡng thuận lợi tấn cấp quy chân tầng ba trung kỳ cảnh giới cũng mơ hồ có bắt đầu hướng về bốn tầng rào bước tiến lên tuy là tu hành càng về sau lại càng khó khăn thế nhưng ở oái dung tương cùng các loại phẩm cấp nguyên dương đan dưới sự trợ giúp tần liệt không có thấy phải từ trước kỳ đến hậu kỳ tiến cảnh có bao nhiêu khó khăn lại thêm hoặc người có thể nói thậm chí so theo linh hư kỳ vòng tròn lớn đột phá quy chân sơ kỳ thời điểm đơn giản hơn nhiều đương nhiên cái này cũng không kỳ quái dù sao mỗi đại cảnh giới giữa khác biệt như là cách vực sâu thế nhưng một cảnh giới trong cảnh giới nhỏ giữa khác biệt cũng không rõ ràng hơn nữa thượng phẩm nguyên dương đan hiệu quả tương đối khả quan mỗi phục một viên liền như hổ thêm cánh, này từ đó phẩm đan dược trên thân là căn bản nhìn không thấy. Chính là ngươi có trương lương tính toán, ta có qua tường thê, tu cảnh từ nay về sau hết sức khó khăn, nhưng tu sĩ cũng sẽ nghĩ hết tất cả cách làm rút ngắn đột phá thời gian, mà tần liệt vừa vặn đúng là vận may kia tốt đến nhộn nhịp, trong một vạn không có một gia hỏa, thì nhìn một chút, khắp toàn bộ thượng nguyên cổ thành tu chân giới, đem một phủ đều tính thêm cũng chưa chắc có một mình hắn bao hàm phong phú. Phải biết rằng, mộc phủ thế lớn tiền lực hùng hậu không giả thế nhưng nhân gia còn phải chiếu cố cả gia tộc thế nhưng tần liệt tất cả mọi thứ một người dùng thực lực của hắn còn không càng ngày càng tăng liền kỳ quái đương nhiên hai năm qua thượng nguyên cổ thành cũng không yên ổn từ lúc mộc phủ theo tần liệt đạt được đến long hồ đan cùng thiên tuyển đan mộc gia liên minh cùng huyết minh ma sát cũng từ từ nổi lên mặt nước cũng bắt đầu hướng gây cấn tình trạng phát triển nói vẫn là tần liệt có một lần ra ngoài mua ái dung tương tài liệu theo bên đường nghe được Nghe nói Mộc Phủ lấy được đan dược sau 3 tháng lúc, đã từng có một lần là truy tra tỷ thủy trại thế lực phân bố mà cùng một ít tỷ thủy trại lâu la giao bốc lửa, trận chiến ấy, Mộc Phủ chuẩn bị vạn toàn, có thể nói một đường huyết quang, thuận lợi chém giết vượt quá trăm tên tu sĩ đạo phỉ, lại tù binh mười mấy nhân vật trọng yếu, đi qua thẩm vấn, kiểm chứng biết được, mà xâm đúng là chỉnh hợp am ngọc cùng mang lĩnh lưỡng địa chiếm giữ các đại sơn trại cùng tán tu, huyết minh nhân số đủ đạt hơn vạn, thực lực thâm bất khả chắc. Mộc phủ sau khi biết được, quảng chiêu thượng nguyên địa giới tu sĩ, thành đông bá chủ liền thuận lợi bị mộc phủ thuyết phục, phản kháng huyết minh liên minh. Thanh thế đại tạo sau khi thức dậy, mộc tùy ngâm chưa đầy với hiện trạng, một bên bồi dưỡng trong tộc cao thủ, một bên phóng nhãn tại bên ngoài, mời tới không ít thế gia hỗ trợ. Trong cam trì sơn chấn phủ cho ngô nghĩa đức còn tìm qua mộc tùy ngâm, liên hợp lại cùng nhau hướng mang lĩnh chỗ sâu thảo phạt ma xâm đạt hơn ba lần. Thế nhưng đợi đến bọn họ đi thời điểm, tỷ thủy trại đã người đi lẩu trống, chỉ để lại một ít thôn thôn trại trại, ngay cả một nhân khí cũng không có. Mộc tùy ngâm không cam chịu, phát động minh trong tu sĩ ồ ạt lục xoát núi, theo mang lĩnh đến am ngọc tiêu diệt mấy nhóm đạo phỉ, diệt mấy cái ma sâm xào huyệt, nhưng tiếc là là, bọn họ vẫn không có tìm được ma sâm, ma sâm cũng không bằng trước vậy diếu võ dương oai, làm lên rùa đen rút đầu. Không có ai biết ma sâm đang làm gì, hoặc người hắn cần muốn chờ đợi thế nào cơ hội phản công, mà một tùy ngâm sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, một bên tráng đại liên minh thực lực, vừa hướng ma xâm thế lực tiến hành bao vây tiêu trừ, tu giới giữa đại quy mô chiến tranh, lôi lôi kéo kéo một tá chính là hai năm, hơn nữa còn nhìn không thấy hồi cuối. Này đây hôm nay thượng nguyên cổ thành nhìn bề ngoài giống như yên lặng, thực tế sóng ngầm liên tục, mọi người cảm thấy bất an, thế lực khắp nơi đều đang chăm chú mộc phủ cùng tỷ thủy trải hướng đi, tự liền trên đường tu sĩ đều so trước đây rõ ràng giảm thiểu. Tần Liệt trong bóng tối chú ý bên ngoài phát sinh đại sự, đồng thời lại bước nhanh luyện chế Dung Nguyên Đan. Tiết Nguyên Kiệt chỉ cho hắn thời gian 3 năm, mắt thấy kỳ hạn thì sẽ đến, Dung Nguyên Đan nhưng vẫn không luyện ra, Tần Liệt trong lòng cũng rất nóng nảy. Ai, lại thất bại. Khoảng cách Tiết Nguyên Kiệt cho thời hạn còn có 3 ngày, Tần Liệt đang bưng hỏa nguyên kinh chú chư tâm kinh một phần, ngồi ở trong phòng tối phát sầu. Phía trước Thái Dương đỉnh hơi ấm còn dư lại chưa tiêu. Còn tàn ra rừng rực nhiệt độ, có thể là xuyên thấu qua lỗ thông gió, Tần Liệt chỉ cần có thể chứng kiến một nắm bị đốt hủy vụn thuốc. Dựa theo đan phương miêu tả, ta đối Dung Nguyên đan phương pháp luyện chế đã hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng vì sao liền không luyện chế được đây? Tần Liệt cũng rất ảo não, hắn hiện tại vừa lúc ở vào một loại đau chứng tình cảnh lưỡng nan. Dung Nguyên đan đi, hắn xác định đối từng cái bước đều như lòng bàn tay, thuộc lòng tại ngực, bao gồm ba luyện ba suy, bảy luyện bảy thịnh. Hỏa hậu nắm giữ vừa đúng, mỗi lần tinh luyện bốn vị tài liệu chính tay nghề đều đặc biệt thuần thục, đem dược liệu tinh túy một chút không kém toàn bộ để luyện ra. Theo lý thuyết, có như vậy tiền đề chuẩn bị, phía sau luyện chế hẳn là làm ít công to, thế nhưng tần liệt hai năm qua thử nghiệm không dưới 10 lần, mỗi lần đều ở đây 77 đến 49 ngày bồi đan trong quá trình thất bại, hơn nữa vì sao thất bại cũng không biết. Mỗi ngày tử ngọ thải bổ âm dương, cũng làm đến A, sơ sơ hai ngày, Mỗi một ngày đều không có bỏ sót qua, vì sao liền không luyện chế được đây? Tần Liệt cầm lấy tóc, không gì sánh được buồn bực, hiện tại Dung Nguyên Đan luyện không ra, bản thân tu vi đây, vẹn vẹn ở vào Quy Chân tầng 3 cùng 4 tầng chính giữa cảnh giới, nói là Quy Chân trung kỳ, chỉ là vừa mới bước vào khóa cửa, mặc dù trên người có rất thật lợi hại linh khí pháp vật, dưới sự so sánh đến, vẫn là không có cùng Tiết Nguyên Kiệt trở mặt tại chỗ lòng tin. Đan không nộp ra đi, đánh lại không tự tin tần liệt há có thể không được khổ não. Một lần lại một lần lật xem chư tâm kinh, đúng là theo chư tâm kinh phía trên tìm được hư hư thực thực phương pháp có thể thực hành được. Chư tâm kinh trên có một phần đối cần thải bổ âm dương đan dược ghi chép, phía trên nói thải bổ âm dương đan dược cần nhân duyên tế hội, phải thiên địa nguyên linh tương trợ, lại vừa làm ít công to, cách làm cụ thể là, tìm nhất âm dương giao hội chi địa, mỗi tử ngọ xong lúc thải bổ, có thể cực đại đề cao âm dương nguyên linh linh tính có trợ giúp để cao thành đan xác suất. Bản này bản chép tay, mặc dù không là nhắm thẳng vào dung nguyên đan, nhưng trong đó phương pháp luyện chế lại có như nhau công hiệu. Thế nhưng âm dương giao hồi chi địa há là dễ dàng như vậy tìm được, trong thiên hạ rừng sâu núi thẳm tuy nhiều, có thể âm dương giao hồi chỗ chính là địa mạo cực địa phương đặc thù, có thể gặp không thể cầu, nào dễ dàng như vậy liền tìm được. Tần liệt đang ở trong phòng tối dầu dỉ, bỗng nhiên nghe bên ngoài có người gõ cửa, thanh âm còn rất gấp gáp. Tần Liệt không nói tiếng nào, tâm nhắc đến cổ họng, thầm nghĩ thời hạn đã tới, không sẽ là tiết nguyên kiệt phái người đến đây đi. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài vang lên vương phúc thanh âm, tiểu chủ nhân, ngài có ở đây không? Lương dư đến. Đúng là, Tần Liệt treo một lòng không có ý chí tiến thủ ra tốc nhảy lên. Thời hạn đã tới, tiết nguyên kiệt sẽ không tha qua ta, ta không cầm ra dung nguyên đan, còn không biết rõ làm sao trừng phạt ta ư đám chết cuối cùng làm thế nào mới tốt đây tần liệt không trả lời bên ngoài cửa phòng đập càng gấp gáp một hồi nữa một trận càng thêm vang dội tiếng đập cửa ở trong tối bên ngoài vang lên liệt phong ngươi đi ra cho ta ta biết ngươi ở bên trong phủ chủ đại nhân mời qua phủ nhất tự nếu không ra ta liền xông vào là lương dư kia gia hỏa khẳng định có chuẩn bị mà đến a chỉ sợ hắn chuyến này là tiết nguyên kiệt gợi ý lần này nói cái gì cũng tránh không khỏi tần liệt khẽ cắn môi nghĩ thầm cùng lắm nhất phách lưỡng tán như vậy nghĩ như vậy tần liệt thu hồi tất cả dược liệu đem trang bị chiến đấu bảo vật túi chữ vật lại lần nữa sửa sang một chút treo ở trên đai lưng vận khởi linh lung dịch cốt quyết đem chính mình trang phục thành liệt phong bộ dáng sau đó đem tu vi áp chế đến quy chân nhất tầng đến tầng hai giữa đứng dậy mở ra phòng tối cửa đẩy cửa cửa phòng đi tới thời điểm trước cửa lương dư chính nắm nắm đấm dùng sức phá cửa mà sau lưng hắn còn có hai cái mang mũ trùng hắc y nhân, khí thế đều là không tầm thường, ít nhất là quy chân sơ kỳ cao thủ. Tần liệt trong lòng dùng mình, tiết nguyên kiệt thủ hạ đúng là hòa hộ tàng long, cư nhiên tùy ý liền phái ra hai cái quy chân sơ kỳ tu sĩ, xem ra là thật tránh không thoát. Đập cái gì đập, nghe được. Tần liệt tức giận rên một tiếng, lần này đúng là không có xuất thủ. Không thể mỗi lần đều xuất thủ giáo huấn lương dư, e lần này, hắn tuyên bố là tiết nguyên kiệt phái tới mà lương dư phía trước sau mấy lần bị tần liệt bảo đánh sau giường như cũng học ngoan hắn ngữ khí tuy là cứng nhắc vô lễ cũng không có trực tiếp mắng ra lương dư nhìn tần liệt rên một tiếng ngươi đang làm gì phủ chủ mời qua phủ bây giờ sao tần liệt biết rõ còn hỏi lương dư lạnh mặt nói không sai chính là hiện tại tần liệt suy nghĩ một chút nói đi thôi dứt lời Tần Liệt ở hai cái hắc y mũ trùng thần bí người cùng Lương Dư trước sau kẹp vây phía dưới, rời khỏi Nghiêm phủ. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, bốn người tới thành Tây Tiết phủ, trên đường Lương Dư không nói tới một chữ, phía sau hai cái thần bí người cũng là thập phần an tĩnh, đến Tiết phủ, ba người không qua thông báo một đường đem Tần Liệt mang tới hắn cùng với Tiết Nguyên Kiệt lần đầu tiên gặp mặt trong sân nhỏ, nhìn thấy Tiết Nguyên Kiệt. Sau đó, Lương Dư cùng hai cái hắc y nhân chẳng nói câu nào rời khỏi tiểu viện bọn họ cũng không đi quá xa, khoảng chừng mấy chục bước sau, ba người đứng ở tiểu viện bên ngoài, đưa lưng về tiểu viện đương lên thủ vệ. Trong tiểu viện không chỉ tiết nguyên kiệt, bên cạnh hắn còn có nhất cái hắc y nhân, người này cúi đầu đứng ở trong sân, một lớn hơn nữa mũ trùm đem khuôn mặt cản nghiêm nghiêm thật thật, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Tần Liệt vừa nhìn trận thế này, Tiết Nguyên Kiệt 8 phần 10 muốn tới thật. Tần Liệt suy nghĩ nhanh đổi, suy nghĩ tất cả có thể được cách làm, bị bước bất đắc dĩ tiến lên một bước nói, thuộc hạ gặp qua phủ chủ. Đến, Tiết Nguyên Kiệt lộ vẻ lấy được là rất khách khí, chỉ là như vậy thái độ làm cho Tần Liệt cảm thấy không dễ chịu. Phủ chủ, Dung Nguyên Đan, không tới thời khắc quan trọng, Tần Liệt còn không muốn vạch mặt, hắn đánh tính chủ động giao phó. Tiết Nguyên Kiệt cũng là xem lời hắn, Dung Nguyên Đan đây. Không có luyện chế được. Tần Liệt cúi đầu, cẩn thận chặt chẽ nói, hồi phủ chủ, thuộc hạ bất lực. Dung nguyên đan không như trong tưởng tượng dễ dàng luyện chế. Tiết nguyên kiệt nghiêng đầu qua chỗ khác, hình như có sở liệu thiếu ý không giảm. Thế nhưng cùng với ánh mắt chạm nhau, Tần Liệt đã nhìn ra Tiết nguyên kiệt trong mắt lộ ra không nhìn được vì đảo. Liệt trưởng lão, mấy năm qua bản phủ đối với ngươi như vậy, ngươi nên lòng biết rõ. Bản phủ đề bạt ngươi là liên minh trưởng lão, lại dung túng ngươi lén lút hướng lục thiên giá, đỗ nhị, lôi rượu bán ra đan dược, chính là hai năm trước người bán cho mộc phủ một nhóm long hổ đang cùng thiên tuyển đan chỗ phải linh thạch bản phủ cũng một viên không thu vì thế ngươi vẫn còn ở hải phòng đấu giá mua một luyện đan lò bản phủ vẫn như cũ không nói tới một chữ tiết nguyên kiệt một hơi đếm ký tần liệt ba năm qua nhất cử nhất động nghe tần liệt kinh hồn táng đảm hắn coi là không có lương dư cùng trong bóng tối cơ sở ngầm bản thân cử động tiến hành rất bí ẩn đáng tiếc đây hết thầy đều không chạy ra tiết nguyên kiệt pháp nhãn tiết nguyên kiệt nói xong lời cuối cùng đối đáp nghiêm túc nói bản phủ phóng túng ngươi tất cả hành vi ngươi tựu là như vậy báo đáp bản phủ sao tần liệt chấn động toàn thân kém chút không nhịn được xuất thủ cùng tiết nguyên kiệt vạch mặt thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lập tức nhìn xuống bây giờ còn chưa phải là giờ mặt thời điểm thượng nguyên cổ thành hiểu biết rất nhiều thật đánh nhau bản thân nhất định không phải tiết nguyên kiệt đối thủ hơn nữa bên cạnh hắn còn có ít nhất ba tên quy chân kỳ cao thủ tần liệt liều mạng suy nghĩ cách làm đột nhiên hắn động linh cơ một cái nói, phủ chủ bớt giận, thuộc hạ đã tìm được giải quyết chi pháp, chỉ là phương pháp này vẫn cần một cái điều kiện, thỉnh phủ chủ nữa cho thuộc hạ ba tháng, thuộc hạ nhất định đem dung nguyên đan hai tay dâng, nếu kém một ngày, thuộc hạ nguyện tự sát tạ tội. Ba tháng, tiết nguyên kiệt hiển nhiên không có dễ gạt như vậy, hắn trầm giọng nói, ta sẽ cho ngươi ba tháng ngươi nếu muốn không làm được, có phải hay không còn muốn để cho bản phủ cùng hơn ba tháng à? Tần liệt lập tức đáp, sẽ không, thuộc hạ nói ba tháng liền ba tháng tiết nguyên kiệt lạnh lùng nói vậy ngươi cùng bản phủ nói một chút ba tháng này ngươi dự định làm cái gì biết rõ sự tình không thể trái tần liệt chỉ có thể tuyển chọn kéo dài thời gian mặc dù sẽ bị chút ủy khuất tốt hơn đem mạng nhỏ giao phó ở tiết phủ mà dựa theo hắn đánh tính ba tháng thời gian này hắn chuẩn bị đi tìm một âm dương giao hội chi địa tự mình nghiệm chứng ý nghĩ của mình đương nhiên loại này cách làm quá lý tưởng hóa thật tần liệt mình cũng không đem hy vọng ký thác vào âm dương giao hội chi địa phía trên hắn chỉ là muốn rời xa thượng nguyên cổ thành huyên náo tìm một rừng sâu núi thẩm luyện đan cứ như vậy mặc dù cuối cùng vẫn không có thể luyện chế ra dung nguyên đan có dũng khí thuận lợi tìm cơ hội chạy trốn có ý tưởng này tần liệt bộ phận một bộ lý do thoái thác khép na khép nép giảng phận nói hồi phủ chủ đi qua thuộc hạ ba năm qua nghiên cứu dung nguyên đan phương pháp luyện chế đã thuộc lòng tại ngực viên thuốc này luyện chế chu kỳ vốn cũng không ngắn cần 77 đến 49 ngày thành đan, lại thêm sơ kỳ tinh luyện 4 vị chủ tài, hẹn 50 mấy ngày mới có cơ hội luyện chế một cái, đây là điểm khó khăn nhất. hai Viên thuốc này quá trình luyện chế cực kỳ dườm già, đối thiên thời địa lợi yêu cầu rất là hà khắc, đi qua thuộc hạ lật xem dược điển, khổ tâm suy nghĩ, phát hiện viên thuốc này luyện chế lúc, thích hợp nhất tìm một chỗ âm dương giao hội chi địa, nhằm tài mỗi ngày thải bổ âm dương nguyên linh, lấy trợ tôi luyện đan, thuộc hạ trước thử nghiệm luyện chế hơn 10 lần, đều không thành đan, có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Ồ, âm dương giao hội chi địa. Tần liệt lợi dụng mấy năm này sở học đến kiến thức luyện đan lung tung biên một bộ không đúng không giả viết từ, nói đạo lý rõ ràng, cuối cùng liền tiết nguyên kiệt cũng phân không rõ thật giả. Người nói cũng đều là thật. Tần liệt nói thiên chân vạn xác thỉnh phủ chủ nhiều cho thuộc hạ ba tháng, liền ba tháng, nhiều một ngày, thuộc hạ đưa đầu tới gặp. Được, tiết nguyên kiệt hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi đã như vậy chắc định, bản kia phủ sẽ thấy nhiều cho ngươi ba tháng. Liệt trưởng lão, ngươi cần phải hiểu rõ, cuối cùng ba tháng, nếu ngươi trình lên dung nguyên đan, bản phủ chẳng những không được phạt, còn có trọng thưởng, nhưng nếu như ngươi không có thể luyện chế ra dung nguyên đan, kết quả, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Tần liệt âm thầm thở phào, một kiếp này cuối cùng trước tránh được đi, luyện không được luyện thành tạm lại không nói, ba tháng sau, ai còn sẽ lưu lại nơi này chờ chết, lão từ sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu. Như vậy nghĩ như vậy, tần liệt giả bộ như được đại xá chuyển đến cái 90 độ đại lễ nói, đa tạ phủ chủ, thuộc hạ định không phủ phủ chủ kỳ vọng cao. Tiết Nguyên Kiệt nói, lời thừa liền không cần nói nhiều, người đánh tính khi nào đi tìm âm dương giao hội chi địa. Tần liệt nói, việc này không nên chậm trễ, thuộc hạ lập tức xuất phát. Tiết Nguyên Kiệt gật gật đầu nói, được, người đã dự định ra khỏi thành luyện đan, là bảo đảm ngươi an toàn, cũng để cho ngươi có thể tính hạ tâm lai cho bản phủ thật tốt luyện đan, bản phủ cho ngươi phái mấy người tùy tùng, từ bọn họ đến chu hộ ngươi an toàn. Tiết Nguyên Kiệt vừa nói, đối bên cạnh hắc y nhân nói, lãnh ngôn, lần này liệt trưởng lão xuất hành, liền từ ngươi dẫn dắt khổng sán, khổng trực hai người một đường bảo hộ liệt trưởng lão, bản phủ lại phái lương dư cho ngươi sử dụng, ghi nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm liệt trưởng lão an toàn. Vâng, phủ chủ. Này lãnh ngôn, đúng là ba năm qua luôn luôn giám sát bí mật tần liệt người, thế nhưng tần liệt cũng không biết, bất qua thông qua người này cường đại khí chàng tần liệt có thể cảm giác được, lãnh ngôn tu vi không thấp, ít nhất đã đạt đến quy chân trung kỳ cảnh giới. Quy chân trung kỳ, hôm nay tần liệt thật đúng là không để vào mắt, trong lòng thở phào, tần liệt vẫn duy trì thấp thỏm lo âu nét mặt rời khỏi tiết phủ. Sau đó lãnh ngôn cùng đi ra, cũng không nói chuyện, mang theo khổng sán, khổng chân đi theo tần liệt trở lại nghiêm phủ. Nếu quyết định muốn đi tìm âm dương giao hội chi địa, vậy sẽ phải làm một cái chuẩn bị trở lại nghiêm phủ tìm đến vương phúc cùng trần tương trung giao phó một phen nói mình phải ra ngoài ba tháng sau đó vào trong phòng tối đem thái dương đỉnh đặc biệt dùng một túi chữ vật bỏ vào lại thu mấy quyển đối mình hữu dụng dược điển mang theo tần liệt rời khỏi phòng tối lần này xuất hành tần liệt làm tốt một đi không trở lại dự định tất cả mọi thứ mang ở trên người may mà trên thân túi chữ vật không ít bằng không còn không nhất định có thể giả bộ xuống an bài thỏa khi đi tới bên ngoài viện tần liệt cùng lãnh ngôn đụng đầu nếu quyết định muốn đi tìm âm dương giao hội chi địa, đầu tiên định một phương hướng mới là, cũng không có thể mù quáng tìm lung tung không phải. Lãnh huynh, lãnh đạo hiếu, ta nên xưng hô như thế nào các hạ? Tần liệt mặt người hiền lành tiêu ý. Lãnh ngôn cũng không ăn bộ này, mặt không chút thay đổi nói, liệt trưởng lão không cần khách khí, trực tiếp xưng hô tại hạ tên lại, liệt trưởng lão có gì huấn giáo? Huấn giáo chưa nói tới, tại hạ đối thượng nguyên cổ thành phủ cận địa thế không quen, chúng ta ít nhất phải tìm cái phương hướng đi. Chỉ cần là âm dương giao hội chi địa là được sao? Không sai, địa phương có biết hay không, đi nhìn kỹ hắn nói. Lãnh ngôn suy nghĩ một chút nói, rời đi đông khoảng chừng 300 dặm ngoài có chỗ núi lớn, tên là Bạch Vân Sơn, chỗ ấy ấm áp của mặt trời, người rất hiếm, nhiều yêu thú, đúng là một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Tần liệt đối với địa hình không quen, tự nhiên không có gì nghĩ nói, việc này không nên chậm trễ, đi xem một chút đi. Được, lãnh ngôn ân một tiếng, nói, minh nội đã chuẩn bị tốt xa mã, liệt trưởng lão thỉnh. Làm phiền, có xa mã mang bước, tần liệt cũng tiết kiệm thi triển tường thân thuật phi hành, loại phương thức tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng quá tiêu hao linh lực. Ba tháng mặc dù không dài, thế nhưng tiêu tốn hai ngày đón xe mã mà đi được là một cái lựa chọn tốt. Tần liệt biểu hiện như vô sự, dùng để tê dại lãnh ngôn đám người, ánh mắt đảo qua bốn người, vui vẻ trong lòng, chỉ có mấy người như vậy còn muốn coi trường ta. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi, ở Bạch Vân Sơn tìm một chỗ nghỉ ngơi hai tháng, luyện không ra dung nguyên đan, lão tử phủi rắm cổ đi liền người, ai có thể ngăn được ta. Tần Liệt vui vẻ méo mó suy nghĩ, ra ngoài ngồi xuống minh nội sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa, đi xe từ Đông Môn rời khỏi, thẳng đến 300 dặm bên ngoài Bạch Vân Sơn. Hai ngày sau, Tần Liệt đám người rời khỏi Thượng Nguyên cổ thành địa giới, dọc theo đường đi mọi người không có trao đổi bao nhiêu, thế nhưng mỗi khi đi qua rừng sâu núi thẳm, đều có thể thăm dò một phen, có đường qua đường bỏ qua, vạn nhất tìm được khoảng cách của thành gần nhất địa phương có Âm Dương giao hội chi địa cũng tiết kiệm lặn lội đường xa phiền vãi. Thế nhưng Âm Dương giao hội chi địa há là dễ dàng tìm tìm địa phương, đoàn người đi ngang qua không ít sơn xuyên trùng điệp, U Cốc rừng cây, Thủy Chung không tìm được làm Tần Liệt hài lòng phương, mãi đến chạy tới Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Sơn phong cao vạn trượng, xưa nay thì có vạn rằm tường vân, Bạch Liên là y mỹ dự, ở triều quốc cảnh nội chính là thập đại danh Sơn một trong. Chỉ là Bạch Vân Sơn tuy lớn, ngang lũng gần trăm dặm phương viên, nhưng căn cơ lại không linh mạch, lại thêm Bạch Vân Sơn xưa nay chính là triều quốc cảnh nội hiểm Sơn một trong, sở dĩ có rất ít tu sĩ ở chỗ này thường lui tới. Bất quá Bạch Vân Sơn có một chút chỗ tốt, đó chính là nơi đây thường xuyên có yêu thú thường lui tới, yêu thú thực lực cũng không cao cường đại thể đều là nhất cấp yêu thú tiên có nhị cấp yêu thú có người cũng bình thường linh hư kỳ tu sĩ tới trước săn thú đánh một ít yêu thú ra lông xương thú kiếm được phường thị ở giữa bán đương nhiên càng là người rất hiếm núi non trùng điệp lại càng dễ dàng xuất hiện chim quý thu hiếm bạch vân sơn chỗ sâu vẫn có có chút lớn yêu không phải một dạng tu sĩ có thể so với chỗ ấy thiên địa linh khí nồng nặc phi thường chỉ so với linh mạch sơn lĩnh kém hơn một bậc u cốc ngang dọc địa hình gồ ghề có một chút rất bí mật, suốt năm không thấy nhật quang chỗ, liền dễ dàng trở thành âm dương giao hồi chi địa. Âm dương giao hồi chi địa, ở tu chân giới có lời giải thích, đó chính là thanh thiên bạch nhật lúc, bị nhật quang chiếu khắp mà hồi tụ dương khí tại chúng, chuyển tới ban đêm, liền âm khí âm u, địa mạch âm khí bốc hơi, dễ dàng đưa tới oan hồn lệ quỷ. Yêu ma loạn thế thời kỳ đó, Bạch Vân Sơn đã từng là một cái tu hồn giả tông môn chỗ ở, ở vào Bạch Vân Sơn lớn nhất u cốc, thương hồn cốc chỗ sâu, mãi đến hiện tại vẫn tiếng lành đồn xa lãnh ngôn chọn bạch vân sơn chính là bởi vì bạch vân sơn trong một cái địa phương nào đó âm khí cực thịnh còn như ban ngày thì hay không dương khí dồi dào vậy phải xem tình huống cụ thể nhưng không gì đáng trách là nếu phương viên năm trong vòng trăm dằm chỗ nào dễ dàng nhất cấu thành âm dương giao hội chi địa bạch vân sơn phải là chọn đầu tu hồn giả là thuộc ma môn nhất mạch cũng tu ma giả mặc dù không đến mức như thể chân tay nhưng theo tu hành tâm pháp và đặc điểm đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tu ma giả cùng tu chân giả tu luyện linh lực thuộc tính dứt khoát bất đồng. Tu chân giả tu luyện đặc điểm tuân theo thiên đạo tự nhiên, dựa bản thân ngộ tính, đắc đạo mà diễn thiên cơ, tử phủ tích bao hàm là khí dương cương, cũng xưng nguyên dương, cố hiếu tử phủ nguyên dương cái từ này. Mà tu ma giả vừa vặn ngược lại, tu ma con người làm ra tìm kiếm trong cảnh giới thần tốc đột phá thường thường tuyển chọn rất nhiều mưu lợi phương thức, lãnh ích hề kính, làm như vậy phải so tu chân giả tốc độ tu luyện mau hơn rất nhiều, nhưng không thể tránh né sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm cùng vấn đề. Tu ma giả cùng tu chân giả hoàn toàn là hai loại người, thông thường cá tính cực đoan, khát máu tàn bạo, đi ngược lại, cùng thiên địa âm dương âm khí sắp xỉ, cố người tu ma giả tu luyện linh lực được xưng là nguyên âm, cũng có tử phủ nguyên âm cái từ này. Hai người giữa căn không đồng nguyên, vì vậy dễ dàng xuất hiện môn hồ ở giữa khúc mắc sở dĩ từ xưa đến nay tu chân giả cùng tu ma giả chính là hai cái đối địch tồn tại riêng là tu ma giả đạt đến đan dương cảnh sau trong cơ thể bao hàm kim đan là tăng thực lực lên rất nhiều tu ma giả đều có thể dựa vào giết người lấy nội đan mà thần tốc tăng cao tu vi phương pháp này tàn nhẫn hung tàn luôn luôn là tu chân giả chỗ không cho coi là thiên nhân cùng căm phẫn hành vi chính vì vậy tu chân giới năm đó xuất hiện yêu ma loạn thế cục diện. Mà tu hồn giả tuy là cùng tu ma giả hệ gia nhất mạch, nhưng hai người lại có bất đồng. Căn bản đồng nguyên, tu luyện đều là tử phủ nguyên âm, tu ma giả nghiêng về vệ sát tàn bảo, tu hồn giả lại chuyên về khống chế oan hồn, ra roi lệ quỷ, đoạt người hồn phách, khống chế tâm thần, luyện chế khôi lối, thủ đoạn âm ngoan nham hiểm, khó lòng phòng bị. Lúc trước thương hồn cốc, ở cực bắc nghèo nàn chi cảnh chính là một cái nhị lưu môn phái, môn nhân đệ tử số lượng mấy nghìn chúng nắm giữ phương viên mấy trăm dặm lời nói trước mà bạch vân sơn chân núi năm đó cũng có một cái linh mạch rất có quy mô chỉ là yêu ma loạn thế thời điểm thương hồn cốc bị một cái cường giả tiêu diệt người này lợi dụng vô thượng pháp lực đem chân núi linh mạch rời hết đưa tới về sau hội tụ âm bất sinh tụ dương không tăng một đoạn thời gian thật lâu trở thành tử địa bất quá theo tuế nguyện luân phiên bạch vân sơn ở sức mạnh tự nhiên tẩy rửa phía dưới chậm rãi khôi phục hình dáng cũ thế nhưng cái kia linh mạch nhưng không có. Đã tìm đến Bạch Vân Sơn dưới chân, lãnh ngôn xuống ngựa, mệnh lệnh khổng sán, khổng trực, lương dư ba người đem ngựa xe phóng chạy, bốn người đi bộ, leo lên núi eo. Bạch Vân Sơn đỉnh núi mây mù nhiễu, cao trăm trượng không đều là bị vân vụ bao phủ, muôn hình vạn trạng, rộng lớn mạnh mẽ, đầy khắp núi đồi cây già cỏ xanh khỏe mạnh sinh trưởng, chi chít nhìn không thấy phần cuối. Không trung trắng giống như một tờ cực đại giấy trắng, mà sơn lĩnh ở giữa cũng là xanh biếc giống như màu xanh biếc biển rừng, đi đến sườn núi quan sát mà xuống, có nhiều tối như mực dày sâm u cốc, vực sâu giản khê đàm. Bốn người leo lên núi sau lãnh ngôn nói với tần liệt yêu ma loạn thế thời kỳ thương hồn cốc ở năm trong vòng phương viên trăm dặm nói 102, Bạch Vân Sơn trong u cốc âm khí cực thịnh, rất nhiều ly khai trên thế gian oan hồn ưa thích ở chỗ này tụ tập, trong núi có nhiều mãnh thú, liệt trưởng lão chuyến này là vì luyện đan, thẳng nếu tìm được âm dương giao hội chi địa, chúng ta tốt nhất lui phạm vi nhỏ, bày kết giới cấm chế phủ trận các loại, để ngừa không có mắt yêu thú qua tới quấy dày, đương nhiên. Chúng ta cũng không có thể đi thương hồn cốc, chỗ ấy oan hồn quá mức đáng sợ, mười mấy năm trước, ta đã từng đi ngang qua nơi đây, nay thương hồn cốc ngoại vi đi một vòng, liền thường xuyên nghe được oan hồn tiếng khóc tỉ tê, này oan hồn không có gì thực tế pháp lực, thế nhưng đặc biệt ưa thích chiếm giữ sống người nhục thân, nuốt vẻ hồn phách, nhờ hồn phách, khống chế tu sĩ, khắp nơi làm ác mọi người nhất định phải cẩn thận, riêng là ban đêm, một khi nghe được có tiếng quỷ khóc sói chu âm nhất định phải chú ý. Lãnh ngôn giảng giải thương hồn cốc đất hiểm yếu đặc điểm, mọi người nghe không điểm đứt đầu, cũng ghi ở trong lòng. Tần liệt tu hành cũng có một thời gian, này tu hồn giả, oan hồn, lệ quỷ ở dược điển phía trên cũng nhiều có giới thiệu, ít nhiều biết một ít, thế nhưng không có lãnh ngôn biết cặn kẽ như vậy. Tần liệt hỏi, lãnh huynh, theo người biết, Bạch Vân Sơn trừ thương hồn cốc, ở đâu âm khí thịnh nhất, còn có cùng dương khí giao hội địa phương. Lãnh ngôn ngẫm lại, thân thể chuyển hướng nam phương, mênh mông biển rừng chỗ sâu, mọi người nghe được trận trận tiếng sấm, đó là thác nước từ phía trên rớt xuống nền ở trên đá ngầm thanh âm, như sấm âm to bằng làm. Lạnh lùng nói, nơi đó có một thác nước, phía sau thác nước chính là thành phiến u cốc, đại thể âm khí cực thịnh, chúng ta chọn một tới gần sườn núi hoặc người đỉnh núi địa phương lại nói. Càng đến gần trên cao, đã bị ánh mặt trời ảnh hưởng càng nặng, như vậy dĩ nhiên là không thiếu dương khí, thế nhưng cũng không có thể cách gần quá, bởi như vậy, địa mạch âm khí liền không còn cách nào hoàn toàn cùng dương khí chống lại, đưa tới âm dương mất cân đối. Tần liệt muốn chọn địa phương chính là một cái âm khí hơi nồng nặc một điểm lại không mất dương khí địa phương, như vậy đạt đến âm dương giao hội, đối luyện chế dung nguyên đan thời điểm thải bổ âm dương nhị khí có chỗ tốt cực lớn. Hai người dứt lời bước nhanh hơn ở trong núi chạy vội gặp cần vượt qua vực sâu giản cống rãnh lợi dụng tường thân thuật trực tiếp bay qua, lương dựa ở trong đám người thực lực yếu nhất, chỉ học sẽ thăng không thuật, cho nên phải chậm rãi nhẹ nhàng, đến đối diện, lựa chọn nữa khinh công theo sát. Vượt qua một cái không tính là vực sâu giản, bốn người tìm được chiếc kia thác nước, cực đại, hèn có vài chục trượng, thác nước nước tự cao mấy chục trượng đỉnh núi hạ xuống, kích khởi trận trận hơi nước khói trắng, bọn nước trên không trung tung tóe không khí cũng bị ảnh hưởng không gì sánh được thanh tân. Lãnh ngôn tìm được nhất con đường mòn lên núi, dù sao sơn rất cao, bọn họ gần là quy chân kỳ tu sĩ, dù cho ngự pháp tường thân bay rất cao cũng sẽ mệt mỏi, vì vậy chậm rãi leo lên, thật vất vả đến đỉnh núi, còn phải theo sơn thể sau lưng dốc đứng đá núi cùng đất lỡ đi xuống dưới. Như vậy lại đi hai ba dặm bộ dáng, tần liệt ở một chỗ trên u cốc phương dừng lại. Chờ một chút, hắn khoát khoát tay để cho mọi người dừng lại, lập tức thích thả ra thần thức, cảm thụ được trong không khí ly khai âm linh khí tức, bốn phía thăm dò một phen, sau đó nói, xa hơn đi một chút đi, đi mặt đông, mặt đông khe địa thế đối lập nhau chống trải một ít. Lãnh ngôn gật đầu, ngoác tay, khổng sán cùng khổng trực, lương dư ba người chạy qua đến, lạnh lùng nói, khổng trực, ngươi và lương dư ở phía trước mở đường, đem bốn chu kinh cức trong nhất trong, ghi nhớ ký không nên cử động làm quá lớn. Phát hiện yêu thú lập tức giết chết, chớ kinh động ngọn núi hắn yêu thú. Vâng khổng trực cùng lương dư lĩnh mệnh hai người xuất ra linh khí phi kiếm dọc theo mặt đông tiến lên trong chặt cây lúc này một xui xẻo lông đen khủng lang theo bên cạnh nhảy ra này lông đen khủng lang đẳng cấp cũng không cao chỉ là một loại nhất cấp yêu thú thực lực không kịp linh hư tầng năm tu sĩ lương dư dọa cho giật mình chợt căm tức trên tay linh khí phi kiếm vù vù một tiếng hóa thành một vệt sáng bay đi trực tiếp xẹt qua khủng lang cổ họng khủng lang ngao ngao gọi hai tiếng ngã trong vũng máu khổng trực còn lại là chạy đi qua nhìn một chút nói với lương dư, dùng lưu sa thuật đem thi chôn tiền huyết dễ dàng dẫn tới yêu thú chú ý. Biết, lương dư ân một tiếng, bấm ngón tay tế quyết cho một cái lưu sa thuật, khủng lang thi chậm rãi chìm vào trong đất, đợi đến lưu sa thuật hiệu quả biến mất, mặt đất lại khôi phục san phẳng. Hai người tiếp tục lái nói, khổng sán đoạn hậu, năm người cực kỳ cẩn thận. Như vậy tìm hơn nửa ngày, tần liệt mang của bọn hắn vây quanh Bạch Vân Sơn Trung Sơn Cốc chuyển rất nhiều nơi, cũng không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng chỗ luyện đan. Mắt thấy sẽ trời tối, khổng sán theo kịp hơi không kiên nhẫn nói ra, đường chủ, trời sắp tối, nữa đi tiếp như vậy rất dễ lạc đường, muốn không ngày mai sẽ tìm thế nào. Khi trời tối lại, dương khí tự suy, đầu tiên đối tìm kiếm âm dương giao hội chi địa cấu thành nhất định ảnh hưởng, lại thêm bạch vân sơn địa hình phức tạp, trừ bay ra ngoài, nếu không nói coi như là đan dương kỳ cao thủ đến cũng dễ dàng lạc đường. Lãnh ngôn nhìn một chút tần liệt, nói, liệt trưởng lão, người thấy thế nào? Tần liệt nhìn sắc trời một chút, ánh nắng chiều thừa lại hạ tối hậu một tà dương dấu đầu lộ đuôi treo ở tây sơn một góc, sắc trời mặc dù không có hoàn toàn tối lại, thế nhưng nhật quang đã không sai biệt lắm biến mất, tần liệt cũng biết đi tiếp nữa cũng vô dụng. Bất quá lúc này cũng vừa vặn là thiên địa âm dương nhị khí giao hội thời khắc mấu chốt, thiên địa linh khí âm dương nhị khí nhất cân đối một đoạn thời gian lúc này nếu như tìm được dương khí hơi đủ nhất điểm địa phương liền dễ dàng cùng âm khí hội hợp tạo thành âm dương giao hội chi địa tần liệt không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ đến tình huống thực tế nói ra phổ cận đây âm khí cực thịnh không giả nhưng dương khí vẫn là hơi cao hơn một bậc lãnh huynh thương hồn cốc ở đâu đi phía trước lại đi nửa canh giờ không sai biệt lắm liền đến bất quá chỗ ấy muốn nguy hiểm nhiều Tần Liên nói: Nguy hiểm nữa cũng muốn đi, chúng ta tới gần thương hồn cốc cũng không tiến nhập, tìm một âm khí mạnh hơn chút nữa địa phương cũng có thể tìm được âm dương giao hội chi địa. Được rồi, lãnh ngôn đúng là quả đoán. Gật đầu ở giữa cho ba người nháy mắt nói: Sắc trời quá muộn, chúng ta tăng nhanh điểm cước bộ, nếu không thì tính đưa tới chỗ cũng không cách làm thăm dò thiên địa linh khí phân bố. Không trực nói, ta cảm giác được phụ cận có mấy cái yêu thú khí tức nhưng đều không cường đại, nhanh một chút cũng không có vấn đề. lạnh lùng nói, khổng sán, ngươi cũng đi phía trước, mặc dù mở đường, rút ngắn thời gian. lương dư tốc độ ngươi chậm chạp, tận lực đuổi theo. vâng, đường chủ. vài người đều gọi hô lãnh ngôn là đường chủ, hiển nhiên hắn phải là tiết nguyên kiệt trong tay một cái khác lực lượng thần bí người cầm quyền. này người tu vi không thấp, chắc là quy chân ba bốn tầng thần sắc, nếu như không thể nhất kích tất sát, chỉ vô cùng hậu hoạn tần liệt trong đầu linh quang thoáng qua, đem lãnh ngôn coi là chuyến này khó dây dưa nhất địch nhân. Sau đó mấy người bước nhanh hơn, ở cốc quải quải nhiễu nhiễu, vừa tàu biên chạy một chút ra vài dặm phương viên, rốt cục đi tới một mảnh bị giá cây phong tràn đầy u cốc. Ô, ô, đi tới u cốc, không đợi tiến nhập u cốc địa giới, năm người liền nghe được trận trận nghẹn ngào tiếng truyền đến, cũng không biết là ban đêm gió lạnh thổi phong diệp không minh, hay là thật có oan hồn tác quái. Nói chung nơi này âm khí so bên ngoài nồng nặc nhiều bội. Tần liệt xua tay để cho mọi người dừng lại, ngừng, nơi này cũng có thể. Hắn bấm tay niệm thần chú nâng hai tay lên ở trước người nhất loạt cái thái cực lần, hai tay thực trong hai ngón tay bấm chặt ngón tay nhập lại cách không điểm ra mấy đạo chỉ sáng, sau đó tại chỗ nhất chuyển, mấy vệt màu trắng chỉ sức gào thét bay ra, linh lực dung chuyển, kích khởi thiên địa linh khí rung động bất an, Mặc dù là biên độ nhỏ ba động, thế nhưng tần liệt đã cảm giác được gần như cân đối âm dương nhị khí. Tần liệt đi bên phải nhìn một chút, chỉ vào một rừng cây chạy gấp tới, bốn người đuổi theo, đến trong rừng, tần liệt nhất chỉ mặt đất, nơi này cũng không sai biệt lắm. Lương Dư vừa nghe không nguyện ý, ngươi đừng nói cho sau tương lai ba tháng chúng ta muốn ở màn trời chiếu đất. Tần liệt chọn địa phương xác định âm dương nhị khí cân đối hòa giải, không nhiều không ít, thế nhưng trái phải trước sau đều không có gì che đầu vật duy nhất một có thể khiến người ta nghỉ ngơi địa phương chính là bên cạnh một gốc cây đồ sộ lão cây phong, thế nhưng cũng không thể thỏa mãn thanh tu điều kiện. Lãnh ngôn nhìn chung quanh một chút nói, càng đi về phía trước vừa đi đi, đi chân núi tìm, nhìn một chút có hay không sơn động cái gì. Tần liệt nghĩ cũng phải, ngược lại âm dương giao hội chi địa cũng không cực hạn tại một điểm, mà là một cái địa phương nào đó phương viên mấy trăm mét phạm vi, chỉ cần không được vượt qua cái vòng này là được. Đương nhiên, hắn chọn âm dương giao hội chi địa chẳng qua là tương đối mà nói cũng không tính chân chính âm dương giao hội chi địa chân chính âm dương giao hội chi địa hết sức ít nhìn bất quá thương hồn cốc ngoại vi đúng là có thể miễn cưỡng cho âm dương nhị khí cân đối không có có điều kiện tần liệt cũng chỉ có thể nhận dù sao hắn không phải thật tâm thực lòng muốn vì tiết nguyên kiệt luyện chế dung nguyên đan luyện không ra bỏ chạy lúc này mới là tần liệt dự định năm người đón lấy tìm đúng là tìm bạch vân sơn chân kế tiếp xúc phải thời điểm mấy người tại dốc thoải phía trên phát hiện hai cái sơn động. Hai cái này sơn động cách không xa, khoảng chừng chừng 10 thước khoảng cách, chính tốt người có thể ở. Một hang núi cho tần liệt luyện đan thanh tu, khác một hang núi cho lãnh ngôn bốn người nghỉ ngơi. Năm người thần sắc vui vẻ, mang chảy vội đi vào, kiểm tra một chút xác định bên trong không có yêu thú ở lại sau lãnh ngôn mới hạ lệnh, khổng sán, phụ trách giám thì phủ cận tiếng động, lương dư, ngươi đi cầm mấy tấm bùa chú, lấy hai cái này sơn động làm trung tâm ở tây bắc cùng phía bắc hai cái phương diện bày phù trận, khổng trực ngươi đi theo ta, chúng ta đi mặt đông, khoảng cách không cao hơn 30 trượng, mỗi 10 trượng một cái phù trận, đi đi. Thông qua lãnh ngôn một phen an bài, khổng sáng, khổng trực, lương dư ba người không có hai lời công việc lưu bù lên, tần liệt cũng không nhàn dối, theo hai cái sơn động chọn một cái trọng đại đi vào, ở tận cùng đem Thái Dương đỉnh thu xếp thỏa đáng, sau đó móc ra phù chỉ, ở xung quanh trên vách đá các dán mấy tờ, mở kế tiếp phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài phù trận. Làm như vậy chỗ tốt là, có thể để phòng ngừa luyện đan thời điểm nguyên dương chân hỏa linh khí tiết ra ngoài ra ngoài. Ở hoang giá vùng ngoại ô, bài biện phù trận như làm trọng yếu. Bạch Vân Sơn địa giới khắp nơi đều thấy yêu thú, dù cho một chút xíu linh khí đều sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Đương nhiên, hành động này cũng có phòng bị lãnh ngôn bốn tâm tư người. Đừng xem lãnh ngôn dọc theo đường đi biểu hiện thập phần hiền hòa, Đối Tần Liệt nói trên cơ bản nói gì nghe nấy, Tần Liệt trong lòng rõ ràng, càng như vậy người lại càng đáng sợ, hắn không có bởi vì một ít không có ý nghĩa sự tình mà tùy ý cùng bản thân phát sinh tranh cái, từ đầu tới cuối duy trì một vẻ một loại lạnh tĩnh bình tĩnh trạng thái. Thông qua trên đường giao lưu, Tần Liệt ý thức được lãnh ngôn là một cẩn thận người, hắn càng như vậy, Tần Liệt thì càng khó chạy trốn. Sở dĩ Tần Liệt so thường ngày biểu hiện còn muốn yên lặng, không phải là luyện đan sao. Không có nhiều ý nghĩ như vậy, ngươi xem ta, ta luyện đan, ba tháng sau, nộp lên đan dược là được. Thế nhưng một ít cần phải biện pháp còn muốn là chuẩn bị được, trừ phù trận, tần liệt còn nhất định phải căn dặn lãnh ngôn một ít tỉ mỉ. Đem sơn động chỉnh lý một phen, tần liệt đi ra gọi tới lãnh ngôn, lãnh huynh, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn nơi này đợi hơn ba tháng, ngươi cũng biết, tại hạ xưa nay cùng lương dư bất hòa, để tránh phát sinh không cần thiết khóe miệng, hy vọng ngươi có thể căn dặn hắn, sau này ta sơn động, không có ta cho phép ai cũng không thể đi vào, dù sao ta chỉ có một lần luyện đan cơ hội, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, phù chủ trách tội xuống, ta cũng không chịu trách nhiệm mặc cho. Lãnh ngôn không chút nào do dự đáp ứng nói, liệt trưởng lão yên tâm, ba người bọn hắn ta sẽ đi căn dặn, ngài chỉ cần an tâm luyện đan lại. Vậy làm phiền lãnh huynh. Không cần khách khí, đều là phù chủ hiệu lực, lãnh mỗ biết nên, không được nên, liệt trưởng lão ngài xin cứ tự nhiên ta còn muốn cùng khổng sán khổng trực bọn họ đi chung quanh đi bộ một chút, đem những thứ kia không có mắt yêu thú đuổi ra ngoài, để tránh khỏi ngài luyện đan thời điểm, chúng nó ra tới quấy dày. Được, vậy ta đi vào. Tần liệt đi vào bên trong động, đến cửa động thời điểm dừng lại mấy hơi thở thời gian, thần thức phóng xuất, cảm thụ được lãnh ngôn khí tức xa cách sơn động, móc ra mấy tờ kim châm phù ở cửa động hai bên dán lên, sau đó lợi dụng phù trận đem mấy tờ kim châm phù quan kết hợp lại, thì tương đương với bố trí nhất trọng cạm bẫy, ai vùng trộm đi vào, sẽ xúc động kim châm phủ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, tần liệt vận công điều tức một hồi, mới lấy ra hắc phục linh, ma tử thảo, băng tuyết tinh nhũ cùng 300 năm hoàng tinh một phần, mở ra nắp đỉnh bỏ vào một phần hắc phục linh, lấy ba luyện ba suy, bảy luyện bảy thịnh phương thức dùng nguyên dương chân hỏa bồi luyện, hỏa năng cháy, đi qua gần sau một canh giờ mới đưa một giọt dược dịch tinh túy để luyện ra tiếp theo là ma tử thảo băng tuyết tinh nhũ Nhất nhất tinh luyện ba năm qua là đề cao đan dược tỷ lệ thành công, đặc biệt dùng vài loại chủ tài luyện tập, tuy là tài liệu chân quý, ngược lại khỏi cần bản thân bỏ tiền. Tiết nguyên kiệt coi trọng lại là có thể hay không thành đan, không cần tiết kiệm. Đi qua một phen thử nghiệm cùng tôi luyện, tần liệt đem ba luyện ba suy, bảy luyện bảy thình khống hỏa bản lĩnh luyện tập lô hỏa thuần thanh. Đối với hắn mà nói, tinh luyện dược dịch tinh túy đã không phải là vấn đề. Cuối cùng nhất phân là 300 năm phần hoàng tinh dùng cho ở bồi đan thời điểm coi như thuốc dẫn kích động ba vị tài liệu chính dược tính, cùng nhau tinh luyện tốt sau, đem nguyên dương chân hỏa lấy hóa sinh phần quyết cùng hoài dương uẩn hỏa phương pháp khống chế tốt hỏa năng nồng độ, đưa vào bên trong đỉnh, đắp đắp phong đỉnh, nguyên dương chân hỏa sinh sôi không ngừng bồi luyện dược dịch tinh túy. Bước đầu tiên sau khi hoàn thành, đi qua sơ sơ 4 canh giờ, vẫn là tần liệt, cũng cảm giác được thập phần uể oải, may mà trong quá trình chưa từng xuất hiện vấn đề, Hiện tại sẽ chờ đốt đan 77 đến 49 ngày, mỗi ngày tử ngọ xong lúc thải bổ âm dương là được. Đương nhiên, có thể thành hay không đan, hắn không dám hứa chắc, có thể thành tự nhiên tốt nhất, nộp lên đan dược, xem tiết nguyên kiệt phản ứng, không thể thành, sớm 10 ngày 8 ngày tìm cơ hội rơi chạy là được. Tần liệt đem hết thầy đều an bài thỏa đáng, sau đó theo trong túi càn khôn lấy ra một thùng lớn, dẫn theo liền xuất sơn chỗ. Lãnh ngôn cũng không đi xa, đang ở ngoài động đả tọa giám thị tình huống chung quanh, thấy Tần Liệt đi tới, lập tức đứng lên, lại chứng kiến Tần Liệt dẫn theo vài thùng lớn, tâm trạng không giải. Liệt trưởng lão, ngài đây là... Tần Liệt nói, há, dược liệu đã vào đỉnh, ta nghĩ ra rồi sau này mỗi ngày đều cần một thùng nước suối dùng để bồi đan, ta đi phía trước dưới thác nước mặt đánh thùng nước trở về, ngươi giúp ta nhìn, đừng làm cho người đi vào. Lãnh ngôn nghe vậy vội nói, như vậy đi, ta để cho khổng sán bọn họ nhìn, ta bồi ngài đi đây là sợ ta chạy a à, tần liệt thầm nghĩ thống khoái đáp cũng tốt có người ở đây ta an toàn hơn nói cho bọn hắn biết ba cái không nên vào chỗ ảnh hưởng đan dược luyện chế vào độ ta có thể không chịu nổi trách nhiệm minh bạch lãnh ngôn gật đầu chợt xoay người đối sau lưng hô khổng sán ngươi xem nơi này ta và liệt trưởng lão đi ra ngoài một chuyến không nên vào chỗ bằng không chỉ ngươi là hỏi vâng đường chủ căn dặn một phen hai người dẫn theo thùng từ trên núi đường nhỏ ngự pháp tường thân đi qua rừng cây rất nhanh đi tới thác nước hồ sâu lúc giá trị đêm khuya trong rừng một dạng yên lặng như chết chỉ có ủng ủng trọng thác nước nước nện ở trên đá ngầm thanh âm tần liệt tham lam hít một hơi không khí mát mẻ cảm thán nói ở thượng nguyên cổ thành đợi nhiều năm như vậy tuy là chỗ ấy thiên địa linh khí còn hơn nơi này muốn nồng nặc không chỉ gấp mấy lần thế nhưng không khí nhưng không có nơi này tốt lãnh ngôn ở hồ sâu bên bờ rửa cái mặt Nói thượng nguyên cổ thành linh khí bị cam trì sơn ảnh hưởng tuy rất có ích lợi, nhưng tu sĩ cũng là quá nhiều, người đời ta vẫn là phải ở một ít người rất hiếm địa phương, mới có nhờ sự giúp đỡ tu hành. Nói tốt, tần liệt khen một tiếng, bỗng nhiên chẳng biết ở đâu bay tới một cổ mùi thơm. Này cổ mùi thơm bao hàm như hoa lan thanh tân hương vị, lại có một tia làm người ta thèm ăn nhỏ rái mùi trái cây, nhẹ nhàng hơi thở, tần liệt không nhịn được thấy nhiều biết rộng vài cái, nói với lãnh ngôn, lãnh huynh ngươi có hay không người được. Lãnh ngôn ngẩng đầu, này khụt khịt gì? Tốt mùi thơm, ở đâu bay tới? Hình như là phía tây. Tần Liệt chỉ chỉ nói, tới xem xem. Được. Tu chân nhân sĩ hoan hỷ nhất thăm dò không biết lĩnh vực, e ở rừng sâu núi thẳm trong, nói không chính xác lúc nào sẽ có kỳ dị dược liệu xuất thế, đại đa số người gặp loại sự tình này, đều sẽ không bỏ qua tìm hiểu ngọn ngành tuyệt hảo cơ hội tốt, vạn nhất là cái gì chân bảo xuất thế, bỏ qua há không đáng tiếc hai người một đường người vị đạo hướng tây nào ngờ đi tới đi tới cái này hương vị đột nhiên thì biến mất hai người cau mày một cái lại tìm một hồi không có chút nào thu hoạch rơi vào đường cùng chỉ phải sâu kín thở dài tuyển chọn đường cũ trở về ở trong đầm sâu đánh thùng nước hai người trở lại trong sơn động mỗi cái nghỉ ngơi múc nước xem đương nhiên là là tu luyện cùng luyện đan không có nửa xu liên quan hắn chỉ là không muốn để người ta biết bản thân bí mật mà thôi vừa muốn ra như vậy tìm cớ, Tần Liệt cũng không sợ lãnh ngôn nghi ngờ, dù sao ở chỗ này chỉ có thể đợi 3 tháng, coi như phát hiện bọn họ cũng sẽ không hỏi đến. rót quái dung tương Tần Liệt cởi xiêm y ngâm dược thuốc, trước khi tới hắn tồn nhiều nguyên dương đan cùng phế đan, một bên chiết xuất một bên phục đan tu luyện, dựa theo mỗi ngày định lượng ăn vào đan dược sau khi tu luyện xong, Tần Liệt lấy ra phủ phong kỳ luyện hóa khí linh. Cái này trung phẩm linh khí, không có dễ dàng luyện hóa như vậy, mấy năm qua, tần liệt luôn luôn dùng bản thân nguyên thần tầm bổ khí linh, gắng đạt tới đang sử dụng thời điểm làm được không có phản phệ, hiện tại đã có 3 năm thành quả, còn nữa mấy ngày, phù phong kỳ mới có thể chân chính trở thành pháp vật. Thời gian cứ như vậy qua lên, tần liệt mỗi ngày giữa chưa cùng giờ tí lúc đều có thể lợi dụng tâm pháp thu thập trong thiên địa tinh thuần nhất dương linh khí cùng âm linh khí, lợi dụng quyết pháp đem linh khí dẫn vào lò sau, khoan hãy nói. Hắn đánh bậy đánh bạ xác định để lần này luyện chế dung nguyên đan biến phải càng thêm thuận lợi. Dược dịch tinh túy mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, một chút biến phải tinh thuần không có tạp. Lúc rỗi rãnh sau, tần liệt phục đan tu luyện, luyện hóa khí linh, còn như luyện đan, tạm thời gác lại, dù sao chỉ có một luyện đan lò, lại thêm hắn hiện tại cần nếu không phải là đan dược đề cao thực lực, mà là tại đấu pháp năng lực phía trên lấy được đột phá, vì vậy tuyển chọn nghiên cứu cản kinh phủ chú vẽ nhị cấp phủ lục. Nhật nguyện luân phiên, chút bất chi bất xác, tần liệt ở Bạch Vân Sơn đợi sơ sơ hơn một tháng, suy tính bồi đan thời gian cũng đi qua tam thập tam thiên trong đỉnh dược dịch tinh túy đã dung hợp trở thành một đoàn tân dược dịch mặc dù không có ngưng hóa nhưng dung hợp bước đã thuận lợi đi qua bước này tại luyện đan giới trong có lời giải thích là đan phôi với hàm ý đan thể ở thành nhỏ đan trước hình thái tần liệt rất là cao hứng xem ra chính mình ý nghĩ hay là đối với âm dương giao hội chi địa âm dương linh khí còn hơn thượng nguyên cổ thành còn tinh khiết hơn nhiều có trợ giúp đan dược thành hình còn có 16 ngày, nếu như tất cả thuận lợi, không đúng lần này thật có thể đem dung nguyên đan luyện chế được. Tiến hành xong một ngày tu khóa, tần liệt như thường dẫn theo thùng nước đi ra, chuẩn bị đem ngày thứ hai dược tắm nước nói chuẩn bị trước đi ra, xuất động miệng, tần liệt kêu lên lãnh ngôn, lãnh huynh, chúng ta đi ra ngoài một chút. Lãnh ngôn thấy hắn dẫn theo thùng nước, tâm trạng nhưng, lại dặn vài câu, sau đó cùng tần liệt đi thác nước hồ sâu múc nước. Qua lại một tháng, Tần Liệt mỗi ngày đều sẽ đi ra đánh một thùng nước, lãnh môn cũng không quá hỏi nhiều, nhưng điều người kỳ quái là, bọn họ mỗi lần đến hồ sâu đều có thể ngửi được cái này hương vị, hương vị chỉ sẽ phiêu qua một hồi, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hai người đã từng đi tìm nhiều, mỗi lần đều mất hứng mà về. Lần này đi ra, Tần Liệt nhớ tới hương vị, ngồi xổm hồ sâu bên cạnh nói với lãnh môn, lãnh huynh, ngươi nói thế nào hương vị đến là vật gì phát ra ngoài lãnh ngôn xem xét xung quanh con ngươi nói, kho nói, triệu quốc cảnh nội tuy cần cối, nhưng là có thật nhiều dị bảo, sâu hơn sơn chỗ không người, thiên địa linh khí không có bị tu sĩ chúng ta thu thập, dễ dàng hơn sinh trưởng ra kỳ hoa dị thảo, ta xem nơi này bụi hoa rậm rạp, cây lớn dễ sâu, chắc là dược liệu nào đó đi. Hết tập 12